Và đây là buổi chữa bài tập về nhà trong khóa học. Trong đó thì buổi phương trình mũ và tham số thì thầy mới chữa từ câu 1 đến câu 20. Thì từ hôm nay thì thầy chữa lốt cho các bạn từ câu 21 đến câu 25. Và buổi phương trình logarit có tham số thì thầy mới chữa từ câu 26 đến câu 41. Vậy là bắt đầu từ câu 42 đến câu 52 chúng nó chưa chữa. Thì hôm nay thì thầy cũng chữa luôn cho các bạn nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ chữa các phần bài tập về nhà buổi 49 xong. Và bây giờ thầy sẽ chữa hết cho các bạn buổi tập về nhà buổi 50. Phương trình logarit có tham số trước, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại cái phần bài tập về nhà buổi 49 nhá. Thì buổi số 50 của chúng ta thì chúng ta đã học trong nhóm kín rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chữa phần bài tập về nhà gồm có bắt đầu từ câu 42 trở đi. Thì về nội dung, phương pháp và các thứ thì thầy đã dạy các bạn rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan tâm đến phần bài tập về nhà thôi. Nào, xin mời các bạn giải quyết cho thầy câu số 42. Câu số 42. Nào, câu số 42 chọn gì, các em comment thầy đáp án nào. Tìm tập hợp các giá trị của m để sao cho cái phương trình này có nghiệm thuộc cái khoảng từ âm vô cùng đến không. Các bạn suy nghĩ và comment cho thầy đáp án nào. Suy nghĩ và comment cho thầy đáp án. Chắc là các bạn suy nghĩ rồi đúng không? Tại vì là cái này thì thầy gửi cái file, thầy gửi cái file rồi. Đó, bao giờ cũng thế, thầy luôn luôn là gửi cái file trước, xong rồi thầy mới chữa đúng không nhỉ? Thì thầy gửi file rồi thì chắc là các bạn suy nghĩ rồi. Mạng em lag quá, xem có phải do thầy do em, chắc là do bên em đấy. Bên thầy hiện tại vẫn đang vạch xanh, tức là nó vẫn đang nét. Ok. Được chưa? Được chưa? Nào các bạn comment thầy đáp án câu đầu tiên nhá, câu 42, xin mời các bạn comment đáp án. Thầy vừa ăn cơm xong. Dạo này hơi bận rộn, vừa ăn cơm xong. Ăn cơm xong nên dậy luôn chứ, bình thường tối chủ nhật thì thầy cũng dậy một chút thôi, nhưng mà hôm nay chắc là phải hơi muộn đấy, kết thúc hơi muộn. Nào, thầy chữa nhá, xem các bạn comment là gì nào. À, rất nhiều bạn comment 42B. Rồi, hiện tại thì em chưa biết làm, thế à. Rồi, sau khi thầy chữa xong thì em sẽ thấy bài này nó không còn khó khăn nữa. Dù sao đây là mức độ vận dụng cao rồi. Nào, cái tư tưởng giải quyết bài toán này như sau. Bây giờ các em quan sát này. Ở đây nếu mà các em khai thác cái phương trình này, các em hơi khó để khai thác. Như vậy cái ý tưởng của đa số các bạn ấy là các bạn cô lập. Các em cô lập M, đúng không nhỉ? Thì các bạn mới cô lập M như sau. Thì cái này tương đương với M nhân với len của 1 trừ đi 2 mũ x, xong rồi đem trừ đi 1 thì bằng x. Thì đây là ý tưởng của rất nhiều bạn, đúng không nhỉ? Thì tới đây các bạn mới nhận xét một điều này. Cái mẫu thức này có thể bằng không nhỉ? Các bạn chú ý nhá. Khi mà x thuộc cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 0 ấy. Được chưa? Thế thì 2 mũ x nó sẽ thuộc cái khoảng gì? Các bạn nhìn này, các em nhớ kỹ thầy là khi các em học về cái hàm số mũ và logarit ấy thì thầy có dạy các bạn rất là kỹ về cái hình dạng đồ thị của các cái hàm số. Thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng 2 mũ x. Được chưa? Thế thì khi mà x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 0, nếu các em nhớ được hình dạng này thì rất là tốt này. Thì lúc ấy các bạn sẽ hiểu được là khi x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 0 thì cái hàm số này nó thuộc khoảng từ 0 đến 1 đi lên. Từ 0 đi đến 1. Các em hiểu vấn đề không nhỉ? Các em hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, các bạn nhìn vào đồ thị là các em sẽ hiểu được điều đấy. Thì tức là 1 trừ đi 2 mũ x nó sẽ thuộc cái khoảng gì? 1 trừ đi, nó chạy ngược lại từ 1 về 0. Nó chạy ngược từ 1 về 0. Các bạn hiểu không? X chạy từ âm vô cùng đến 0 thì 1 trừ 2 mũ x chạy ngược lại từ 1 về 0. Thì khi đó len của 1 trừ 2 mũ x thì sao? Len của 1 trừ 2 mũ x thì ra, bây giờ các em nhớ cho thầy một điều này nhá. Cái hàm số y bằng len x hình thù nó như này. Đồ thị hàm số nó hình thù nó như này. Đúng không? Đây là 1 này, đúng không? Đó, thì khi mà cái biến ấy chạy ngược lại từ 1 về 0 ấy thì cái hàm nó sẽ chạy ngược từ 0 về âm vô cùng. 0 chạy xuống âm vô cùng. Hay nói một cách đơn giản ấy, đó là len của 1 trừ 2 mũ x chắc chắn luôn luôn nhỏ hơn 0 và nó có thể chạy từ âm vô cùng đến 0. Nghĩa là cái này là giá trị nhỏ hơn 0. Nghĩa là các em thấy là len của 1 trừ 2 mũ x nhỏ hơn 0. Đúng nhỉ? Thì nó trừ 1 thì tất nhiên là nó sẽ nhỏ hơn 0. Thực ra phát hiện cái này nhỏ hơn 0 nó có nhiều cách. Cách này nó thầy làm hơi cầu kỳ nhưng mà nếu mà các bạn làm quen ấy thì các em sẽ thấy là nó rất là nhanh chóng thôi. Thầy đang giải thích cho các bạn nên thầy hơi cầu kỳ một chút ở cái việc là thầy vẽ các cái đồ thị này. Nhưng mà các bạn có thể dùng máy tính cũng phát hiện ra điều này mà, đúng không? Thế thì khi đó thì cái này luôn âm. Và chính vì cái này luôn âm ấy, tức là nó luôn khác không rồi. Vậy thì cái phương trình nó sẽ tương đương với là gì? M bằng x chia cho len của 1 trừ 2 mũ x trừ 1. Tới đây rất nhiều bạn bế tắc. Và đây là một câu chuyện buồn. Nếu như các em bế tắc thì đây là một câu chuyện buồn. Vì sao?
Tại vì ở đây các bạn sẽ có hai hướng để giải quyết nhá. Thầy sẽ đưa cho các bạn hai hướng. Hướng thứ nhất, nếu như mà trong phòng thi mà các em bế tắc ấy, nhất là thi trắc nghiệm, thì thực sự là rất là đáng buồn. Vì sao? Tại vì các em được tiếp cận với cái máy tính Casio FX580VNX rất tuyệt vời, và đây là một cái máy tính mà các bạn sẽ hỗ trợ để tính được những cái table, chức năng table rất tuyệt. Tất nhiên là có một số máy đời cao hơn, nhưng mà thầy nghĩ là table nó cách rất là tốt rồi. Viết nào nhỉ? TABLE đúng không? Rồi. Hoặc là các bạn có thể dùng cách hai, đó là tự luận. Theo các bạn nên chọn một hay hai? Tới đây các em chọn số 1 hay số 2? Nào, nếu các bạn chọn một, các em comment để số 1. Nếu các bạn chọn hai, các em comment để số 2. Thầy khảo sát một chút nhé. Về mặt cái phương pháp thì cái tư duy của bài toán thì các bạn cô lập thì nhìn chung là nó rất là rõ ràng ở đây rồi, đúng không? Ok, chào các bạn. Ok, xin chào các bạn. Đa số là dùng số 1 đúng không? Vẽ đồ thị ở máy tính đúng không? Rồi. Ok. Cách 1 thì ai cũng biết làm đúng không nhờ? Cái này các em chỉ cần table nhớ là x thuộc khoảng âm cùng không nhá. Thầy sẽ làm mẫu cho cái cách 1 trước, sau đó thì thầy sẽ nói thêm cho các bạn về cái ý tưởng của thầy khi mà thầy trình bày cách số 2 như thế nào. Các em nhìn này, cách số 1 thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho thầy một cái máy tính, cụ thể là cái máy tính ở đây thầy sẽ chuẩn bị đó là máy tính 580VNX. Bạn nào mà có máy tính 580VNX thì rất là tuyệt vời, còn nếu không có thì cũng không sao cả. Các bạn có thể dùng máy đời thấp hơn nhá. Nhưng mà đừng có thấp quá nhá các em nhá. Thấp quá nó không có chức năng table nó hỏng đấy. 18 này, chọn table đúng không? Các em nhập vào. X chia cho len của gì nhỉ? 1 trừ đi 2 mũ mũ x. Đúng nhờ? Đó, 1 trừ 2 mũ x. Đúng nhờ? Xong rồi em trừ đi 1. Rồi. Enter. Bắt đầu thì các em nhớ là ở đây chúng ta chạy từ âm vô cùng đến đến không đúng không? X chạy từ âm vô cùng đến không. Vì thế nên âm vô cùng các em cứ cho âm 10 đi cũng được, hoặc âm 5 cũng được. Âm 5 cũng được, xong tí nữa mình sẽ xử lý cái thằng âm 10 âm 5 sau. Đến không thì step nó là 5 chia cho 44 nhá. Cái này thì chắc là các bạn quen quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Đấy, các em có 45 cột, máy tính này có thể nhớ được 45 cột trong trong một hàm thì nó có thể nhớ được 45 cột. Vì vậy các em cho step ở các khoảng cách ấy, là 5 chia 44 thì nó sẽ nhớ được 45 cột. Đấy, được chưa? Thì các em thấy đây, nó chạy từ 4,8 và đang có xu hướng giảm dần, đang có xu hướng giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần, tiếp tục giảm, tiếp tục giảm, tiếp tục giảm, tiếp tục giảm và giảm dần về về 0,33, 0,03, như vậy khả năng cao nó sẽ giảm dần về không. Và nhìn bốn phương án lựa chọn thì cũng rất rất là tốt với cái phương án không. Như vậy trong bốn phương án lựa chọn ấy nó sẽ lớn không? Thì nó sẽ là không đến dương vô cùng. Thì tới đây các bạn đã đủ chọn được cái phương án B rồi, là không đến dương vô cùng, tại vì ở đây chỉ có duy nhất cái phương án B là nó lớn không, còn phương án này là lớn nên 2, làm gì có chuyện lớn nên 2. Tại vì cái nên 2 nó còn lớn hơn 0,0317 này nhiều, đúng không nhỉ? Một cũng không được đâu nhá. Nên cái này nó sẽ xuất phát từ không mà đi đến dương vô cùng. Đấy thì các em chọn phương án B. Thì nếu mà đi thi thầy vẫn khuyến khích các bạn dùng Casio cho nó nhanh. Đấy, những bài này nếu mà đi thi các bạn dùng Casio cho nó nhanh. Còn tất nhiên là nếu mà các bạn muốn hiểu bản chất thì các em cũng nên có thêm một cái cách làm tự luận nữa cho nó yên tâm nhá. Đấy. Thầy tin là đa số bài này thì đa số khi mà các em giải quyết bài này thì các bạn dùng Casio đúng không nhỉ? Ok. Đa số chúng ta dùng Casio thôi, ra Casio nhẹ nhàng là xong, nhẹ nhàng là xong, âm vô cùng thì không. Thì các em thấy nó chạy từ, tức là M nó có thể bằng 0,03, mà trong bốn phương án lựa chọn này thì có mỗi cái phương án này nó có thể là 0,03 mà thôi. Đấy, M bằng 0,03 thỏa mãn nhá, M bằng 0,03 hoặc là thỏa mãn đúng không nhỉ? Đấy, tại vì nó có thể chứa được cái điểm điểm đấy, đúng không? Rồi. Thì thầy nói như vậy thôi, để cho các bạn thấy cái cách mà dùng máy tính thì nó cũng rất là tiện. Còn khi mà chúng ta không dùng máy tính thì chúng ta cũng luôn luôn có những cái con đường khác làm tự luận. Rồi, bây giờ thầy sẽ bỏ tạm cái máy tính ra nhá. Chúng ta tạm tắt tạm cái máy tính ra. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý theo tự luận nhá, để cho các bạn hiểu sâu bản chất, chứ không phải một nó hơi lâu. Nào, với cách tự luận ấy thì các bạn nhìn cho thầy nhá. Rồi, bây giờ cái ấn tượng đầu tiên của chúng ta là gì? Cái này âm. Đúng nhờ, cái này các em vừa giải thích được cái này luôn âm. Cái này này, cái trong ngoặc này, len của 1 trừ đi 2 mũ x trừ 1 luôn âm. Khi mà chúng ta xét trong khoảng từ âm vô cùng đến không ấy, đó thì x nó âm. Như vậy rõ ràng một điều, chắc chắn một điều, 100% một điều. Từ từ đợi 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 một chút. Chắc chắn một điều là gì nhỉ? Nếu mà m nhỏ bằng không ấy thì nó vô nghiệm. Vì sao? Tức là vô nghiệm thuộc cái khoảng từ âm vô cùng đến không nhá. Vì khi m nhỏ bằng không thì cái này là không âm, cái này lại âm. Vậy vô nghiệm rồi,
M nhỏ bằng không thì vô nghĩa. Hay một hay các em có thể nhìn đây này, x trên này, cái này âm, cái này âm, hai cái này chia cho âm thì nó phải ra dương nhá. M nhỏ bằng không thì vô nghĩa, như vậy chắc chắn là M. Trong trường M lớn không ấy thì điều gì xảy ra? M lớn không ấy thì các bạn xét cái hàm số bên trái này. M nên của 1 trừ 2 mũ x, nếu các em nào tự luận thì các em làm cái này nhá. Trừ x này, thầy sẽ trình bày cho các bạn cách tự luận thì các bạn có thể hiểu sâu hơn, rõ nhất bài toán này. Các em xét hàm số này, các em tính f phẩy ra. F phẩy x bằng gì? Bằng m nhân với 1 trên 1 trừ 2 mũ x, nhân với đạo hàm của 1 trừ 2 mũ x là âm 2 mũ x nên 2. Đúng không? Trừ 1. Thì các em thấy này, anh này dương đúng không nhỉ? Anh này dương tại vì để cái này có nghĩa thì 1 trừ 2 mũ x phải dương đúng không? Thì đây đúng rồi, 1 trừ 2 mũ x thì nó thuộc cái khoảng từ 0 đến 1 thì nó hiển nhiên dương. Anh này thì dương đúng không? Anh này thì âm. M lại dương. Như vậy chắc chắn này âm. Tuyệt vời, cái này trừ 1 nữa thì hiển nhiên nó âm. Đúng không? Như vậy thì fx là một hàm nghịch biến, đúng không nhỉ? Rồi fx nghịch biến, nó sẽ nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến không, nó sẽ nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến không. Vậy khi các em xét trên khoảng từ âm vô cùng đến không, khi x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến không ấy, thì cái điều gì xảy ra? Nào các bạn chú ý này, cái len của 1 trừ 2 mũ x đây thầy có nói này, len của 1 trừ 2 mũ x thì nó sẽ khi x tiến đến âm vô cùng ấy thì len của 1 trừ 2 mũ x tiến đến không. Như vậy thì cái m này, m len của 1 trừ 2 mũ x tiến đến không, nên m len 1 trừ 2 mũ x trừ đi x này thì nó sẽ tiến đến dương vô cùng. Và khi x tiến đến không thì các em thay x bằng 0 vào đây thì các em thấy đây là x bằng 0 thì x tiến đến 0 thì cái này tiến đến âm vô cùng đúng nhờ, nên của một trái mít thì nó âm vô cùng, nên cái này tiến đến âm vô cùng, nên cái này tiến đến âm vô cùng. Đây là cái giới hạn mà thôi đúng không? Thì rõ ràng là cái đường thẳng y bằng m kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ cắt đồ thị hàm số là y bằng fx, vậy thì chắc chắn nó sẽ có nghiệm. Vậy trong trường m lớn không thì nó sẽ có nghiệm, thì đáp án của chúng ta là không đến dương vô cùng. Thế thôi, thì đấy là cách trình bày tự luận nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 43. Câu 43 chúng ta có bài toán như sau: tìm tất cả các giá trị của tham số m để sao cho cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt nhá, có hai nghiệm phân biệt. Rồi bài này thì sao nhỉ? Bài này các em xét hàm đi, khảo thực ra là bài này là các em phải khảo sát cái hàm số về trái đúng không? Tại vì nhìn cái ý tưởng này chắc chắn là chúng ta đi khảo sát cái hàm số về trái rồi. Rồi. Khảo sát hàm số này thì các em sẽ có điều kiện là gì? Đúng nhờ, x cộng 1 dương mà đưa ra con số 3 của x cộng 1 phải khác không? Tương đương với thứ nhất là x phải lớn âm 1 này. Và thứ hai nữa là x cộng 1 phải khác 1. Nghĩa là x khác không nha, x khác không. Ok, thì đây chính là cái điều kiện nha. Được chưa? Các bạn hiểu 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 vấn đề không nhỉ? Đây chính là cái điều kiện nhá. Và với cái điều kiện này thì càng đây nhờ. Đi khảo sát hàm số này mà tính đạo hàm ra thì cũng mệt phết đấy, nhưng mà thôi, cho cứ đi tính đạo hàm ra đi. Thực ra tới đây các bạn có thể dùng thay bổ được rồi. Tới đây thầy tin chắc chắn một điều, nhiều bạn sẽ đi dùng thay bổ hoặc kem tính f phẩy xong rồi tìm lim. Thì có hai cách để xử lý tới đây nhá, nhiều bạn sẽ đi dùng thay bổ và thầy nghĩ là thay bổ cũng là một cách rất tuyệt vời. Đấy, thầy không phản đối cách thay bổ nhá các em nhá, thay bổ rất tuyệt vời, các bạn dùng thay bổ cũng được. Nhưng mà nếu như mà trong phòng thi ý, thì các bạn cứ mất công gì các em cứ chịu khó kem tính đạo hàm rồi đã, tại vì nó cũng nhanh mà. Nào f phẩy x bằng gì? Một này, nếu mà đạo hàm mà nó phức tạp quá thì mình mới dùng thay bổ. Trừ khi bạn nào mà tính đạo hàm mà không tự tin ấy, kiểu như là mình cảm thấy tính đạo hàm, cái việc tính đạo hàm nó trở nên quá khó khăn đối với mình, thì lúc ấy các bạn ấy thuộc cái trường hợp gọi là gần như mất gốc, thì lúc ấy các bạn hoàn toàn có thể dùng thay bổ, thì thầy đồng ý. Nhưng mà những cái bài này thì các em cũng nên thử nghiệm xem cái đạo hàm nó có cái gì đặc biệt không đã. Ngu gì nhá. Thì cộng một dương đúng không kém? Tại vì x lớn hơn một đây. X cộng một dương, len ba dương, cái này bình ổ, tất cả mọi thứ đều dương rồi. Như vậy thì hàm số này đồng biến, fx sẽ đồng biến. Đồng biến trên các khoảng như sau, đó là khoảng từ âm 1 cho đến 0 và khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Kem nhớ là fx bị ngắt quãng bởi điểm x bằng 0 nhá. Nó bị ngắt quãng đúng không nhỉ? Tại vì điều kiện nó có x khác 0 này. Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Rồi. Thì với cái việc phát hiện, với cái phát hiện như vậy thì đây thầy sẽ lấy một cái tờ nháp ra để các em quan sát. Thì chúng ta sẽ đi vẽ cái bảng biến thiên thôi. Rất
bình tĩnh chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên như sau. Nào, âm 1 đi đến 0 và 0 đi đến dương vô cùng. 0 xác định tại x bằng 0. X lớn âm 1. Fx cũng thế, x lớn âm 1 cái này vứt đi. X bằng 0 nó cũng không xác định đúng không nhỉ? Đấy, x bằng 0 nó không xác định. Đúng không? Chính xác. Rồi, bây giờ mình đi vẽ bảng biến thiên. Tất cả nó đều là đồng biến. F phẩy nó đều đồng biến. Nghĩa là nó sẽ đi lên. Nó sẽ đi lên. Vấn đề là đi lên như thế nào? Thì cái này các em có thể dùng Casio hoặc các em có thể dùng nhậm nhá. Thôi mình đã nhậm thì mình nhậm cho chót. Nào, khi mà x tiến đến âm 1 cộng thì x cộng 1 tiến đến 0 cộng. Ai da, từ từ để thầy 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 dùng não đã. X cộng 1 tiến đến 0 cộng thì nova cơ số 3 của x cộng 1 sẽ tiến đến âm vô cùng nên cái này tiến đến 0. Ồ, cái này tiến đến 0 rồi các em. Tại vì cái này tiến đến âm vô cùng này, nova cơ số 3 của x cộng 1 nó tiến đến âm vô cùng nên 2 chia cho âm vô cùng nó tiến đến 0. Ồ, cái này tiến đến âm 1 này. Ồ, đẳng cấp nhỉ. Cái này tiến đến âm 1 các em nhá, âm 1 nhá. Đấy. Thực ra các bạn có thể dùng Casio để kiểm chứng điều đấy nhá. Các em cứ cho âm 1, tí nữa thầy chỉ cho các bạn cách dùng Casio để im thầy nhậm xong đã. Từ từ đấy thì thầy nhậm lại âm 1 cái này tiến đến 0. Đúng rồi, chuẩn luôn. Nào x tiến đến 0 cộng ấy, à, x tiến đến 0 trừ nhá. X tiến đến 0 trừ thì x cộng 1 tiến đến 1 trừ thì cái này nó sẽ tiến đến 0 trừ, nó tiến đến âm vô cùng, tiến đến dương vô cùng, đây tiến đến dương vô cùng rồi. Ở không là đây ở dương âm vô cùng chắc lắm rồi, âm vô cùng. X tiến đến dương vô cùng thì cái này tiến đến dương vô cùng thì cái này tiến đến 0, như vậy cái này tiến đến dương vô cùng. Ồ, hóa ra nó trông như này, này các em này. Nó trông như này này. Hình thù đồ thị nó sẽ như này này, âm 1 đi đến dương vô cùng, âm vô cùng đi đến dương vô cùng, nghĩa là nó sẽ có hai đường tiệm cận. À không không, cái này không phải tiệm cận, sorry. Nó chỉ có một đường tiệm cận thôi, đó là x bằng 0 là tiệm cận đứng thế thôi. Bây giờ thầy sẽ kiểm chứng lại một chút bằng Casio, nếu như mà chúng ta cảm thấy chưa tự tin lắm các em có thể dùng Casio. Cách dùng Casio như sau, các em nhập vào x trừ đi hàm số là 2 chia cho loga cơ số 3 của gì nhỉ? Của x cộng 1. Đó, x cộng 1. Đó, xong các em ấn can này. Âm 1 cộng, đầu tiên là x tiến âm 1 cộng thì các em cộng với 0,00001 đi để xem có đúng tiến đến âm 1 không. Ta-da, chuẩn luôn, đúng nhỉ? Chuẩn luôn, nó sẽ tiến đến âm 1 đấy nhá. Các em cộng nhiều hơn nữa thì các em sẽ thấy nó càng ngày càng tiến đến không âm 1. Các em cộng mỏi tay đi, mỏi tay số 0 thêm một số 1 vào thì nó sẽ tiến đến. Ồ, cái này nó tiến sát quá, nó tiến đến dương vô cùng, nó máy không tính được. Ok. Thế thì mình giờ mình âm 1 cộng với 0, vừa vừa là 0 thôi là các em thấy ngay mà. Đấy, thấy chưa? Nó càng ngày càng tiến đến âm 1. Đấy. Còn x tiến đến 0 trừ, ví dụ các em lấy là 0 trừ đi 0,00001 thì các em sẽ thấy nó tiến đến dương vô cùng, số nó càng ngày càng to đấy. X tiến đến 0 cộng, ví dụ như 0 cộng với 0,00001 đấy, ví dụ x tiến đến 0 cộng nó như này nhá, thì các em sẽ thấy nó tiến đến âm vô cùng và x tiến đến dương vô cùng hiển nhiên là tiến đến dương vô cùng, đúng nhỉ? Đấy là cái cách mà các em có thể kiểm chứng rất là dễ và nó đảm bảo độ chính xác của bài toán nếu mà đi thi các em có thời gian, và tất nhiên các em không có thời gian thì các em làm được như thế này là quá tuyệt vời rồi nhá. Rồi thì để mà nó có hai nghiệm phân biệt đấy thì cái đường thẳng y bằng m nó phải cắt cái đồ thị hàm số tại tại hai điểm. Vậy thì muốn như vậy các bạn cần phải có được m lớn hơn âm 1. Các em nhớ là không bao giờ chạm vào âm 1 đâu nhá. Cái này tại vì x bằng âm 1 không xác định. Đúng không nhỉ? Nên đáp án là m lớn âm 1 chứ đừng có cho m lớn bằng âm 1 là toang ngay đấy nhá. Rồi. Các bạn hiểu cách làm không? Hiểu cách làm không các em ơi? Câu 44 nào. Em mang cho anh cái sạc pin trong cốp xe lên nhá. Mang luôn nhá. Rồi câu số 44. Điện thoại thấy sắp hết pin. Đâu, bạn Việt comment chưa nhỉ? Ở đây ok nhá, tí Việt inbox thầy nhá. Rồi. Tí nữa. Hôm nay thầy sẽ tặng tầm độ khoảng 9 đến 10 quyển. Mỗi ngày tặng tầm đấy. Câu 44, số các giá trị nguyên của tham số m để sao cho cái phương trình này này có hai nghiệm phân biệt là gì? Đó, thầy đọc nhé. Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình này có hai nghiệm phân biệt là gì? Bài này thì dễ rồi. Đó, thầy sẽ chữa nhanh nhé. Thì các bạn thấy là đây là cơ số căn 2 và cơ số 2, như vậy cái hai cái này cùng cơ số. Các bạn hoàn toàn có thể giải quyết bài toán như sau. Cái phương trình tương đương với loga cơ số, ở đây các em muốn đưa hết về cơ số 2 thì các em nhớ là khi các em đưa về cơ số 2 đây là x trừ 1 nó phải biến thành bình phương, đúng không? Nhưng khi mà các em viết này
Các bạn nhớ cho thầy một điều này, cái noga cơ số căn 2 của x trừ 1 đúng là bằng noga cơ số 2 của x trừ 1 tất cả bình phương. Tuy nhiên, các bạn nhớ là ở cái hàm số này ấy, thì cái x lớn hơn 1 nó phải là x lớn 1. Vì sao? Tại vì khi khi mà các em viết như này bằng loga cơ số 2 của mx trừ 8 ấy thì không cần thiết x phải lớn 1. Cái phương trình này nó khác phương trình này nhá. Cái phương trình này sẽ suy ra được phương trình này. Tại vì cái phương trình này có điều kiện x lớn 1, tuy nhiên cái điều kiện phương trình này không cần. Vì thế nên khi mà các em giải quyết muốn dùng dấu biến đổi tương đương, các em phải thêm dấu và x lớn hơn 1 nữa. Được chưa nhỉ? Đây là điều hết sức quan trọng. Nhớ nhá. Nếu không thì các bạn rất là dễ mất nghiệm đấy nhá. Được chưa? Đây này, x lớn 1 tại vì sao? Tại vì khi x bằng âm 5 thì nó vẫn cái này vẫn có nghĩa, nhưng x bằng âm 5 thì cái này không hề có nghĩa. Như vậy cái này đúng là bằng cái này nhưng nó chỉ bằng trong cái trường x lớn 1 mà thôi. Như vậy cái trường mà chúng ta xét nó chỉ là x lớn 1 nhá. Rồi. Cái này tương đương với điều gì nhỉ? X lớn 1 này. Và hai cái này bằng nhau. X trừ 1 tất cả bình phương bằng m. Đây mx trừ 8 chứ. Mx trừ 8. Rồi các bạn nghe này. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là thầy ơi tại sao mà chúng ta không đặt điều kiện là mx trừ 8 dương? Không cần. Tại vì khi mà cái x thỏa mãn cái đẳng thức này tự khắc mới trừ 8 dương rồi. Vì sao? X lớn 1 nhá thì x trừ 1 dương đúng không các em? Kèm theo đó là như vậy cái này sẽ tự khắc nó đủ dương rồi. Như vậy các em không cần đặt điều kiện là mới trừ 8 dương nữa nhá. Hay nói một cách khác là các em cần phải giải quyết tìm m để sao cho cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt x lớn 1 x bình phương trừ đi 2x cộng 9. Đúng nhỉ? Ok. Bằng 0. Rồi, đây gọi là phương trình 1 này. Các em cần tìm m. Sao cho cái phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1. Có phải không nhỉ? Các bạn đi cần đi tìm m để sao cho cái phương trình 1 để có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1, đúng không? Ok. À, xem đoạn comment nào. Rồi, ok. Rồi bây giờ nhá, cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt lớn một ý thì mình nên làm gì nhỉ? Thôi cô lập đi tới đây cô lập đi cho nó lành nhá. Rồi một sẽ tương đương với điều gì? X bình phương cộng 9 nó sẽ bằng là 2 cộng m nhân với x tương đương với x cộng với 9 trên x bằng 2 cộng m. Thực ra các em đang xét trên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng thì các em chia cho x thoải mái đi, tại vì lúc này là x khác không rồi, đúng không? Rồi thì các em xét cái hàm số này. Xét hàm số gx thì bằng x cộng với 9 phần x này. Có g phải x bằng gì? G phải x là 1 trừ đi 9 trên x bình phương. Thì bằng x bình phương trừ 9 trên x bình phương. Thì bằng x trừ 3 nhân với x cộng 3 trên x bình phương. Như vậy nếu mà các em xét trên cái nửa khoảng từ 1 đến dương vô cùng ấy, thì có cái điểm 3 là điểm đặc biệt. Đúng không nhỉ? Rồi nó sẽ chạy trong đây là âm dương đây. Nghịch biến đây, đồng biến đây. Đúng không? 1 thay vào thì nó là mấy? 1 thay vào là 10. 3 thay vào thì là 3 cộng với 3 là 6 và đây là dương vô cùng. Như vậy thì để mà cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1 ấy thì điều kiện cần và đủ là đường thẳng y bằng 2 cộng m phải cắt đồ thị tại hai điểm. Nghĩa là các em cần có được là 6 sẽ bé hơn 2 cộng m. Và cái này nó phải bé hơn hẳn 10 đúng không nhỉ? Có bằng 10 đúng không nhỉ? Bé hơn hẳn bằng là sao được? Bằng thì nó bằng 1 mất rồi. Tức là m của chúng ta sẽ lớn hơn 4 và bé hơn 8. Như vậy có các giá trị nguyên như sau: 5, 6, 7, ba giá trị nhá. Rồi, có ba giá trị nhá các em nhá. Câu 44 các bạn chọn D cho thầy, được chưa nhỉ? Cho phương trình này này, với m là tham số thực. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt thuộc cái đoạn từ 1 đến 2 là gì? Đó, có hai nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn từ 1 đến 2 à? Rồi, bài này thì làm nào các em nhỉ? Dễ đúng không? Bài này thì nghĩ là như này này, cái việc đầu tiên ấy là các bạn đưa hết về cái noa cơ số 2 của x bằng t đi nhá. Đó, các bạn đặt cho thầy. Hoặc là các em đặt luôn noa cơ số 2 của 2x bằng t cũng được. Có được không nhỉ? Được, chả vấn đề gì. Các em đặt cho thầy cái noa cơ số 2 của x hoặc noa cơ số 2 của 2x bằng t cũng được. Nhưng nếu đặt 2x thì cái này phải mất mất hơi mất công một tí thôi được rồi. Các em đặt cho thầy cái loga cơ số 2 của x bằng t trông cho nó nhẹ nhàng. Làm nào cũng được mà nhá. Được chưa? Rồi các em đặt cho thầy cái loga cơ số 2 của x bằng t ấy, thì cái loga cơ số 2 của 2x ấy,
thì nó sẽ bằng là 1 cộng với log cơ số 2 của x bằng 1 cộng t. Được chưa nhỉ? Nhá. Rồi. Còn gì không nhỉ? Rồi, xong rồi. Và với x thuộc cái đoạn từ 1 đến 2. Nếu mà x thuộc đoạn từ 1 đến 2 ấy, thì t nó sẽ chạy trên đoạn từ đâu đến đâu nhỉ? X bằng 1 thì cái này là 0. X bằng 2 này là 1. À, t thuộc cái đoạn từ 0 đến 1 và nó đồng biến. Chắc chắn rồi. Đúng nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ cái mối quan hệ giữa x và t là mối quan hệ 1 1 đây này. Một nghiệm t thuộc đoạn 0 1 sẽ đẻ ra một nghiệm x thuộc đoạn 1 2. Vậy thì để mà phương trình này có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 1 2 thì cái phương trình theo t nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 0 1. Nhớ rồi nhá, nhớ nhá. Rồi, thế thì bây giờ mình biến thành phương trình theo t thôi. Đây nó là t cộng 1 tất cả bình phương trừ đi m cộng 2 nhân với t cộng m trừ 2 bằng 0. Làm từ từ bình tĩnh ra là xong, phá ra. T bình cộng 12t cộng 1 trừ đi mt trừ đi 2t cộng m trừ 2 bằng 0, đúng không? Triệt tiêu này. T bình này. Gì nữa nhỉ? Trừ đi mt cộng m trừ 1 bằng 0. Đúng nhỉ? Ồ, cái này có nghiệm đẹp luôn này các em này. Thấy hơi bất ngờ đấy, cái này có nghiệm đẹp luôn. T trừ 1 nhân với t cộng 1. Cái này các em dùng Casio cũng thấy nghiệm đẹp luôn. Thầy nhập tay cũng đang nghiệm đẹp. Rồi, nghiệm đẹp, nghiệm đẹp. Đúng không? Nghiệm đẹp nhá. Rồi thì nếu mà nó muốn có hai nghiệm phân biệt thuộc cái đoạn 1 2 ấy, thì cái phương trình theo T này này nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 0 1. Thì nó đã có một nghiệm sẵn rồi. Cái nghiệm này thuộc đoạn 0 1 sẵn rồi thì cái nghiệm này ấy, nó cũng phải thuộc đoạn 0 1 và nó phải khác nghiệm này. Nghĩa là nó phải thuộc lựa khoảng 0 1. Các bạn hiểu điều không? Đó, vì sao? Nghe này. Cái phương trình này nó sẽ có nghiệm t bằng 1 và t bằng m trừ 1. Thì cái nghiệm t bằng 1 nó đã thuộc đoạn 0 1 rồi. Thì để mà có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 0 1 ấy, thuộc đoạn 1 2 ấy, thì cái này phải có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 0 1 thì lúc này cái nghiệm còn lại nó phải thuộc đoạn 0 1 và nó phải khác cái giá trị 1. Thì nghĩa là nó thuộc lựa khoảng 0 1. Đúng nhỉ? Tức là sao? Tức là không bé hơn bằng m trừ 1 bé hơn 1. Nghĩa là 1 bé hơn bằng m bé hơn 2. Xong bài toán. Đáp án C nhá. C nhá các em nhá. Được chưa? Rồi, mấy bài này dễ quá cho thầy chữa luôn câu 46 nhá. Đó, nhìn chung nó khá là nhẹ nhàng. Câu 46 nào. Câu 46 nó tương tự thôi nên thầy chữa nhanh nhá. Chữa nhanh. Cho phương trình này này, số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn từ 1 đến 81 là gì? Chữa nhanh nhá. Các em đặt tiếp cho thầy cái loga cơ số 3 của x bằng t, thầy chữa nhanh này. Thì lúc này cái loga cơ số 3 của 9x nó sẽ bằng loga cơ số 3 của 9 cộng với loga cơ số 3 của x bằng 2 cộng với t. Và khi mà x thuộc cái đoạn từ 1 đến 81 ấy, thì t nó sẽ thuộc cái đoạn từ 0 cho đến loga cơ số 3 của 81 là 4. Vậy thì cái mà các em cần giải quyết là gì? Là cái phương trình là t cộng với 2 tất cả bình phương trừ đi m cộng 15 nhân với t cộng với 3m trừ 10 bằng 0. Phương trình này phải có hai nghiệm phân biệt thuộc cái đoạn từ 0 đến 4. Các bạn hiểu cách làm không? Các em có đang hiểu thầy đang nói cái gì không đấy? Bạn nào không hiểu thì có thể hỏi nhá. Có hiểu thầy đang nói gì đấy không? Đấy, thì các em biến theo t thôi. Và cái mô típ của làm thì nó cũng không khác gì cả. Rồi bây giờ làm nhanh này. Cái này t bình này, cộng với 4t cộng 4 này, trừ mt trừ 5t cộng với 3m trừ 10. Anh này bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt thuộc cái đoạn từ 0 đến 4 này. Cái này t bình này, phương này. Trừ đi m cộng 1 nhân với t. Đúng nhỉ? Đúng rồi, cộng với 3m trừ 6 phải bằng 0. Đúng nhờ, cộng với 3m trừ... Ôi chết rồi. Cộng với 3m trừ 6 bằng 0 có phải không nhờ? Rồi, 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 ok. Cái này có nghiệm đẹp hay không? Vẫn chả quan trọng đâu. Hình như này không có nghiệm đẹp. B bình trừ 4ac, thấy sợ không có nghiệm đẹp. Rồi, ok. Thế thì bây giờ các em cô lập đi. Là cái này tương đương với t bình phương trừ t trừ 6 nó sẽ bằng m nhân ô nghiệm đẹp à?
Có nghiệm đẹp các em ạ, có nghiệm đẹp T bằng 3 là nghiệm, nghiệm sơ sơ ra nghiệm T bằng 3. Đây là cái cách mà các em biết được có nghiệm đẹp hay không này, là các bạn dùng một cái máy tính, các em ấn mốt 922 này, các em cho T bằng 1 bằng này, các em cho âm này 1001. Các em nhớ là các em đang tưởng tượng các em gắn M 1000 nhá, hoặc 100 cũng được. Đấy thì các em sẽ thấy nghiệm đẹp 3 nhân M trừ 6 là 3000 trừ 6. Cái này quá quen thuộc rồi, bạn nào học thời quen thì cái này quá quen thuộc. Thì nó sẽ nghiệm đẹp thứ nhất đó là T bằng 3, hoặc nghiệm đẹp thứ hai là T bằng mấy? T bằng mấy nhỉ? M trừ 2. 998 tự mới nghiệm là M trừ 2, đúng không? Đấy thì nó sẽ có hai nghiệm khá là đẹp như vậy. Đó thì xong rồi. Thì để mà có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 0,4 ấy, thì nghiệm này là nghiệm sẵn thuộc đoạn 0,4 rồi. Như vậy chỉ còn một nghiệm này nữa thuộc cái đoạn 0,4 và nó không trùng với 3. Tại vì nếu mà giả sử nghiệm này nó bằng 3 ấy, thì nó chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Rồi. Đúng không? Chuẩn không? Thì lúc này các em sẽ có được như sau: không bé hơn bằng m trừ 2, bé hơn bằng 4 và m trừ 2 phải khác 3. Người ta hỏi là số giá trị nguyên của tham số m, thì số giá trị nguyên của m nó chính là số giá trị nguyên của m trừ 2. M trừ 2 nó sẽ nhận ra các giá trị nguyên như sau: 0, 1, 2, 3 không được, 4 được. Vậy có 4 giá trị nhá. 4 giá trị. Tức là m nó sẽ là 2, 3, 4, 6 đấy, là 4 giá trị nhá. 4 giá trị. Được chưa các em? Đấy, một bài toán cũng không khó lắm đâu. Các bạn cố gắng lên nhá. Không làm được thì phải kiểm tra lại xem bản thân mình làm sai chỗ nào, hoặc mình bị kém ở đâu, hoặc mình có lỗi gì. Thầy chữa luôn câu 47 này. Thầy chữa câu 47 xong thầy sẽ chốt một bạn nào đó nhận sách bản số 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để sao cho cái phương trình này này có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ 0 đến 1. Thầy chữa nhanh nhá. Chữa nhanh vì nó dễ. Hiển nhiên chúng ta sẽ đi đặt cho thầy cái noga cơ số 3 của x bằng t. Đúng không? Thì các bạn nhớ là đề bài cho x thuộc cái khoảng từ 0 đến 1 thì t của chúng ta là noga cơ số 3 của 0 cộng. 0 cộng thì nó sẽ tiến đến âm vô cùng. 1 thì nó tiến đến 0. Nghĩa là sao? Nghĩa là để mà có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng 0 1 ấy thì cái phương trình theo t nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 0. Nghĩa là phương trình theo t là gì? Noga cơ số 3 của 3x nó sẽ bằng noga cơ số 3 của 3 cộng với noga cơ số 3 của x. Nghĩa là cái này các em có t cộng 1 tất cả bình phương cộng với t cộng m trừ 1 phải bằng 0. Cái này phải có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 0, đúng không? Thì cái này tương đương với t bình phương cộng với 3t cộng m bằng 0. Đúng nhỉ, t bình phương cộng với 3t cộng m. Đúng rồi, bằng 0. Phải có hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 0. Thì cái này có hai cách để giải quyết. Cách 1 là dùng theo kiểu lớp 9 ấy, VS ấy. Cách 2 là các em có thể cô lập m. Thầy dùng lớp 9 luôn nhá. Cái này cần delta bằng b bình trừ đi 4ac phải dương nhá, có hai nghiệm phân biệt thì nó phải dương. Thứ hai là tổng hai nghiệm bằng âm b trên a nó phải âm, và tích hai nghiệm bằng c trên a nó phải âm. Cái này các em sẽ tìm được là m nhỏ hơn 0 và m nhỏ hơn 9 phần 4. M nhỏ hơn 0, vậy tóm lại m chỉ cần nhỏ hơn 0 là đủ. Delta bằng b bình phương trừ đi 4ac m m nhỏ hơn 9 phần 4. À, tích hai nghiệm phải dương chứ, ngáo thật đấy. Sorry. M dương. Nghĩa là 0 bé hơn m bé hơn 9 phần 4 nhá. Thầy nhầm một chút. Rồi, tích hai nghiệm phải dương nhá, hai số cùng âm thì tích hai nghiệm phải dương nhá. Tích hai nghiệm âm thì không không cần phải delta nữa, hai nghiệm trái dấu. Được chưa? Các bạn hiểu cái nào không? Các em hiểu cái nào không nhỉ? Câu số 47 các em có hiểu cái nào không? Nhá. Rồi câu số 48. Câu số 48 này. Câu 48 cho nó có bài toán như này. Nào, câu 48 cho nó có bài toán như sau. Các em nghe này. Ở sau câu 48 này thầy sẽ tiếp tục thầy ghi một bạn nữa. Câu 48 cho nó có bài toán này. Cho phương trình là noga cơ số 3 của x tất cả bình phương. Đó. Cộng với 3m nhân noga cơ số 3 của 3x cộng với 2m bình phương trừ đi 2m trừ 1 bằng 0. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên m mà phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa mãn x1 cộng x2 lớn hơn hoặc bằng 10 phần 3. Tính tổng các phần tử của S. Rồi, bây giờ các bạn có một cái phương trình.
Và với cái phương trình này thì cái ấn tượng đầu tiên là chúng ta sẽ đi đặt Nova Scotia 3 có x bằng t. Ngu gì, đúng không nhỉ? Vậy tốt nhất là các em đi đặt cho thầy cái loga cơ số 3 của x bằng t. Thì lúc này khi mà các em đặt vào ấy thì cái loga cơ số 3 của 3x ấy, thì nó sẽ là 1 cộng với t. Đúng không? Chắc chắn rồi. Đấy. Thì phương trình tương đương điều gì các em nhỉ? Phương trình tương đương với đây là t bình phương này cộng với 3m nhân với 1 cộng t cộng với 2m bình phương trừ đi 2m trừ 1 bằng 0. Rồi, tương đương điều gì? Tương đương với t bình phương này cộng với 3mt cộng với 2m bình phương cộng m trừ 1 bằng 0. Được chưa? 2m bình phương cộng m trừ 1 bằng 0. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ thử xem là nó có nghiệm đẹp hay không. Cái bước bước này thì nó đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có nghiệm đẹp hay không nhá. Thế nghĩa là các bạn nên làm như vậy. Vì sao? Tại vì thường thường những cái này ý, thì nó sẽ có nghiệm đẹp. Thường thường, nếu mà không có nghiệm đẹp thì chúng ta sẽ xử lý theo cách khác. Nhưng nếu có nghiệm đẹp thì điều đấy là điều hết sức tuyệt vời. Đó, 1922. Thì lúc ấy cái khối lượng tính toán của chúng ta sẽ dễ rất nhiều. Các em cứ gắn m1000 thôi. Các em giải phương trình m2, các em cứ gắn m1000 cho thầy hoặc m100 cũng được. Đó. Thầy thì hay có thói quen là gắn m1000 hơn. Trừ khi số nó to quá thì mới gắn m100 cho nó đỡ nằm choàng. Còn đa số là thầy là gắn m1000. Cái này là tùy các bạn thôi. Không có một cái quy tắc nào chuẩn cả. À, nghiệm đẹp đấy. Hay quá nhỉ. Tương đương với hoặc là đây là nghiệm là t bằng gì? Âm 1001 nghĩa là âm của m cộng 1. Âm 1000 cộng 1 đấy. Đúng không? Và nghiệm thứ hai là âm của t bằng âm của à đây là 2000 trừ 1 à? Là 2m trừ 1. Wow. Tuyệt vời quá. Rồi các bạn hiểu không? Các em hiểu cái nào không nhỉ? Nó có hai nghiệm rất tuyệt vời, rất là dễ chịu đúng không? Vậy thì cái này tương đương với là loga cơ số 3 của x nó sẽ là âm m âm 1 hoặc loga cơ số 3 của x nó là âm 2m cộng 1. Được chưa nhỉ? Người ta muốn chúng ta giải quyết cái vấn đề ấy, là S là tập tất cả các số tự nhiên M mà phương trình của hai nghiệm phân biệt x1, x2. Phân biệt à? Phân biệt thì thầy ghi luôn nhá. Âm M âm 1 nó phải khác âm 2M cộng 1. Điều kiện. Tại vì nó muốn phân biệt ấy. Nếu mà hai này bằng nhau thì nó có nghiệm kép rồi. Nó không phải nghiệm phân biệt nữa. Cái này tương đương với M của chúng ta nó phải khác mấy? Khác 2. Nó phải M phải khác 2. Đúng nhỉ? M phải khác 2. Chuẩn rồi. Rồi. Hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn là x1 cộng x2 lớn hơn hoặc bằng 10 phần 3. Thì lúc này các bạn thấy là à, với cái cách mà chúng ta trình bày như thế này ý, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai nghiệm phân biệt x1, x2 như sau. Cái này là x1 của chúng ta nó sẽ là bằng 3 mũ âm m âm 1. Còn x2 của chúng ta nó sẽ là bằng 3 mũ âm 2m cộng 1. Thì cái x1 cộng x2 lớn bằng 10 phần 3 thì các bạn sẽ giải quyết vấn đề như sau. Đó là 3 mũ âm m âm 1 cộng với 3 mũ âm 2m cộng 1 lớn nó bằng 10 phần 3. Đúng không? Rồi, tương đương với là 3 mũ âm m âm 1 cộng với 3 mũ âm 2m cộng 1 trừ 10 phần 3 lớn bằng 0. Được chưa nhỉ? Thì em xét hàm số này là hàm số Fm đi. Thì thực ra ấy, khi mà các bạn nhìn, các bạn rất là dễ dàng nhìn thấy là Fm là hàm nghịch biến. Chắc chắn Fm sẽ là hàm nghịch biến nhé các em nhé. Các em có nhìn thấy không nhỉ? Nó là hàm nghịch biến. Đây này, tại vì sao lại thế? Tại vì ở đây khi mà m tăng thì cái này giảm đúng không? M tăng cái này giảm, nó kéo theo 3 mũ âm m1 giảm và cái này là 3 mũ âm 2m cộng 1 cũng cũng giảm. Hoặc là các em tính đạo hàm ra nhé. Các em tính đạo hàm ra các em cũng thấy nó nghịch biến ngay. F phẩy nó là gì? 3 mũ âm m âm 1 này nhân với len 3 nhân với đạo hàm của hàm âm m1 là âm 1. Thì đấy, các em thấy không? Xong lại tiếp tục nữa. Trừ đi 2 lần 3 mũ âm 2m cộng 1 len 3 thì tất nhiên nó sẽ nhỏ không. Tóm lại nó là hàm nghịch biến, nhìn nó rất là dễ dàng để có thể phát hiện ra được m là hàm nghịch biến. Như vậy thì chỉ cần tìm ra một nghiệm thôi để làm sao cho nó bằng không thôi thì thường thường nó sẽ có nghiệm đẹp. Thì em thấy nghiệm sẽ là nghiệm bằng mấy nhỉ? 1 phần 9. Khả năng cao là 10 phần 3. 10 phần 3 thì là 9 phần 3 cộng 1 phần 3 lại 3 cộng 1 phần 3. 3 mũ 1 cộng 3 mũ âm 1. Vậy khả năng sẽ có một cái bằng 1, một cái âm 1. Để xem nghiệm xem. Một cái bằng 1, một cái âm 1 thì m bằng 1 à? Đó không phải m bằng 0 à? À m bằng 0, ngon lành. Nó bằng F0 luôn. Mà F0 bằng mấy? Bằng 3 mũ âm 1 cộng với 3 mũ 1 trừ 10 phần 3. Nó bằng 1 phần 3 cộng với 3 trừ 10 phần 3 bằng 0.
Như vậy thì ta sẽ có một điều ấy là fm là hàm nghịch biến, mà fm lớn bằng f0 chỉ xảy ra khi khi m bé bằng 0. Và kết hợp với cả m khác mấy, khác hai nữa thì chỉ cần m bé bằng 0 là đủ. Rất tuyệt vời, chúng ta làm cực kỳ chặt chẽ từ đầu đến cuối nhá. Vậy đáp án bài này là m bé bằng 0. Cái gì đây? Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên à? À, số tự nhiên có mỗi số 0 thôi, như vậy chỉ có mỗi một số 0 thôi. S là tập có một phần tử nó không. Các bạn comment đáp án cho thầy. Các em ơi, các em comment đáp án đi. Rồi. Thầy thấy các bạn cứ comment xách xách, các bạn chịu khó comment đáp án và tập trung vào bài hơn nhé. À, thầy ơi, đặt T như vậy thì có cần điều kiện gì cho T không? Bài này thì không cần em. Bài này thì không cần gì cả. Nhá, tại vì khi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng ấy thì T thuộc R. Nhá. Được chưa? Rồi ok, thầy thấy bạn quyết carbon comment khá là nhiều, thầy sẽ tặng bạn quyết carbon nhá, khổ thân bạn quá. Nào 4 này, bạn quyết carbon nhá. Quyết carbon đâu nhỉ? Đây, quyết carbon này. Quyết carbon nha em nhá, quyết carbon. Ok. Rồi, đây là câu số 48 nhá, các bạn hiểu cách làm không? Các em hiểu cách làm không nhỉ? Rồi ok nhá. Bốn chín, bốn chín nào, câu 49. Xin mời các bạn giải quyết câu 49. Tìm tất cả các giá trị của năm số m để sao cho cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ 0 đến 1. Bài này thì cái cơ số 2, cơ số 1/2, cái mà chúng ta không chần chừ gì là chúng ta sẽ đưa hết nó về cùng cơ số. Ở đây thì nghĩ đưa hết về cùng cơ số 2 đi. À, điều kiện là x dương. Thực ra chẳng cần là điều kiện đâu. Hai nghiệm phân biệt các em xét trong khoảng 0 1 thôi mà. Rồi. Cái này phương trình tương đương với 4 lần 1/2 log cơ số 2 của x tất cả bình phương cộng với log cơ số 2 của x cộng m bằng 0. Được chưa? Hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng 0 1. Như vậy cái này tương đương điều gì các em nhỉ? Tương đương với log cơ số 2 của x bình phương này cộng với log cơ số 2 của x cộng m bằng 0. Các em đặt cho thầy cái log cơ số 2 của x bằng t. Và các em nhớ là khi mà x thuộc khoảng 0 1 thì t thuộc gì nhá? Đây này, x thuộc khoảng 0 1 thì t của chúng ta sẽ như thế nào? Thì hiển nhiên các em thấy là cái đồ thị hàm số logarit đây, khi x thuộc khoảng 0 1 0 đến 1 ấy thì t thuộc khoảng từ âm vô cùng đến đến 0. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Các em hiểu vấn đề không? Nên các em phải giải quyết vấn đề là cái này có hai nghiệm phương trình là t bình phương cộng t cộng m bằng 0 ấy. Có hai nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ âm vô cùng đến không, nghĩa là hai nghiệm phân biệt âm. Và cái này thì các em làm cách lớp 9 cho nó nhanh, đỡ phải cô lập nhá. Cách lớp 9 nó làm như này. Khi đó thì các em sẽ có được tổng hai nghiệm, à không, delta nó bằng b bình phương trừ đi 4ac nó phải dương này. Tổng hai nghiệm nó phải âm và tích hai nghiệm nó phải dương, đúng nhỉ? Cách lớp 9 cho nó nhanh. Tương đương với 0 bé ăn m và bé ăn 1/4. Xong. Không có dấu bằng đâu các em nhé. Không có dấu bằng đâu nhé. Được chưa? Không bé m bé 1/4. Các em có chọn A không? Rồi, câu 49 A. Các em có chọn A không? 49 các em có chọn A không? 49 chọn A nhé. Rồi, em vẽ bảng biểu thiên cũng được, kim liên nhé, cũng được. Thầy tặng em với. Thôi được rồi, thầy tặng bạn một bạn nữa nhé, các bạn hỏi nhiều quá thầy ngại quá. Thôi tặng bạn Thu Hiền nhé, Thu Hiền này nhé. Ok, số 5 là Thu Hiền. Rồi, ok. Câu 50 các bạn có thể pause lại cho em làm này. Thầy nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ chưa làm câu 50 đâu. Các bạn chịu khó comment đáp án nhé. Các bạn đừng comment cái gì, các bạn comment tập trung vào cái bài ấy này nhá. Các em hiểu vấn đề không? Các em hiểu 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 gì không? Thầy nói nhiều cũng hơi mỏi mồm rồi đấy. Các bạn hiểu hiểu bài không? Các em có hiểu bài không? Câu 49 các em có hiểu không? Đấy thì mấy câu này nó cùng thuộc một ruột thôi. Có lẽ là câu 50 thì thầy sẽ chúng ta nghỉ giải lao 2 phút nhá. 2 phút thì trong không không đến 2 phút đâu. Thì trong thời gian đấy thì các bạn có thể xem cái video giới thiệu khóa học
những bạn nào mà có cái phân vân giữa cái việc là không biết là khóa học thầy dạy gì thì các bạn có thể tham khảo cái video này. Rất ngắn thôi, nó chỉ kéo dài tầm độ khoảng À, thầy 2 là phút. Đỗ Văn Đức và thầy là cựu học sinh chuyên toán của trường trung học thông chuyên khoa học tự nhiên. Phong cách giảng tối đa cái việc sử dụng máy tính cầm tay. Rồi các bạn theo dõi À, thầy nhá. là Đỗ Văn Đức và thầy là cựu học sinh chuyên toán của trường trung học thông chuyên khoa học tự nhiên. Phong cách giảng dạy của thầy là gì? Đó chính là thầy sẽ tập trung đi sâu vào bản chất của vấn đề. Thầy sẽ hạn chế tối đa cái việc sử dụng máy tính cầm tay hoặc là các công thức giải nhanh. Và thầy chỉ quan điểm của thầy đó là chỉ dùng Casio trong các bài toán nào mà thực sự ưu việt mà thôi. Và thứ ba là thầy sẽ tập trung vào các bài toán ở mức độ vận dụng và điểm cao để đặt ra mục tiêu các em sẽ được 8, 9, 10 điểm nha. Điểm khác biệt của khóa học là gì? Khóa học của chúng ta sẽ kết hợp học toán với phần lý thuyết được quay sẵn bằng video bài giảng trên website bschool.vn và kết hợp với đó là live stream chữa bài tập. Khóa học của chúng ta sẽ bao gồm có 3 khóa chính các em nhé. Thứ nhất, chúng ta gọi là khóa Y, khóa B và khóa M. Thì lộ trình học của chúng ta sẽ như sau. Khóa Y chúng ta sẽ học trong 9 tháng. Chúng ta sẽ học từ cơ bản đến nâng cao để cho các em nắm chắc được các kiến thức nền tảng. Khóa B chúng ta sẽ luyện đề, các đề thi do thầy soạn này, các đề thi của các trường chuyên hoặc các sở này, và các đề thi hay đặc sắc từ các cái trường khác nhau ở khắp các cái tỉnh thành Bắc Trung Nam. Khóa M là khóa tổng ôn thì chúng ta sẽ tổng ôn tất cả các chủ đề, các cái kỹ năng giải toán chắc chắn thi trong thời gian là 5 tháng từ tháng 2 đến tháng 6. Với lộ trình này thì chúng ta sẽ học một tuần, thời gian đầu chúng ta sẽ học một tuần 2 buổi. Thời gian sau giai đoạn 2 chúng ta sẽ học một tuần 3 buổi và giai đoạn 3 chúng ta sẽ học một tuần 4 buổi trong nhóm kín nhá. Đó. Thì ưu đãi khi các bạn đăng ký là gì? Thì các bạn tất cả sẽ được vào thẳng luôn cái khóa tổng ôn và luyện đề mà thầy đã dạy cho các anh chị 2K2. Rồi cuối cùng thầy xin chúc các bạn học đúng cách, đúng phương pháp, đúng kiến thức trọng tâm và phù hợp với năng lực và mục tiêu đề ra. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các buổi học thú vị trong khóa học của chúng ta. Bây giờ mình đến với câu số 50 nhá. Câu số 50. Câu 50 này, các bạn quan sát này. Tìm tất cả các giá trị của M để sao cho cái phương trình này có nghiệm. Đó, thì các em nhìn thấy nó rất là dễ dàng thôi. Nói chung là bài toán là bài vận dụng cao, tuy nhiên nó cũng thuộc dạng khá là quen thuộc. Khi mà thầy nhìn vào đây ý, thì ấn tượng đầu tiên của thầy là gì? Là cái x nó chỉ xuất hiện trong sin. Như vậy thường thường chúng ta đặt sin x bằng t thì cho nó dễ nhìn nhá. Các em đặt sin x bằng t. Thì rõ ràng với x thuộc R thì t của chúng ta sẽ thuộc cái đoạn từ âm 1 đến 1. Vậy thì cái phương trình tương đương với len của M cộng với len của M cộng T, đúng nhỉ? Bằng T. Phương trình này có nghiệm x khi và chỉ khi phương trình này có nghiệm T thuộc cái đoạn từ âm 1 đến 1. Tức là các em đi tìm M để sao cho phương trình này có nghiệm T thuộc đoạn từ âm 1 đến 1. Thì cách giải của chúng ta như sau, chúng ta sẽ đưa nó về hàm đặc trưng. Đó. Thì thường thường nhá, những bài toán này các em chỉ cần có một cái tinh ý một tí thôi. Len của M cộng với đống này thì bằng T. Nếu mà các em đặt cái này bằng bằng U chẳng hạn, các em đặt cho thầy cái len của M cộng T ấy, nó bằng U nhá. Bằng U hoặc bằng V cũng được, bằng U đi. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ như sau, các em nhìn này, các em nhìn kỹ này. Len của M cộng với cái này là gì? Các em đặt là U đúng không? M cộng U lại bằng T. Các em có nhìn thấy đây là cái hệ đối xứng loại 2 mà ngày xưa chúng ta học không? Hồi lớp 9 ấy là các em học cái loại là cái hệ đối xứng loại 2 ấy, thì nó chính là cái dạng này này. Nếu mà các bạn để ý thì nó chính là cái dạng này. Nó hệ đối xứng loại 2 đúng không? Đúng không nhỉ? Thì cái quan trọng nhất nó nằm ở đây rồi nhá. Thì ở đây thầy sẽ thấy là cái này tương đương với là nào M cộng T bằng E mũ U và M cộng U thì bằng E mũ T. Vậy làm nào ở lớp mất M thầy trừ vế đi. Thầy sẽ có T trừ U bằng E mũ U trừ E mũ T. Đúng không? Thầy trừ vế. Đó, tương đương với là E mũ T cộng với T thì bằng E mũ U cộng U. Rồi, đây là hàm đặc trưng này. Đấy. Dành cho bạn nào chưa biết hàm đặc trưng ấy, thì những bài toán này các em xét hàm số F FK thì bằng E mũ K cộng K là đồng biến trên trên R. Hiển nhiên, tại vì tính F phẩy ra thì nó dương. Như vậy thì cái này tương đương với là T bằng U. Cái này hoàn toàn tương đương với T bằng U. Vậy các bạn chỉ cần thay vào một cái thôi là các em giải quyết được. Thay vào đây đi. Đấy. Vậy từ đây các em thấy được cái phương trình đã cho sẽ tương đương với E mũ T bằng bằng T cộng M, bằng U cộng M tức là bằng T cộng M để đưa nó về một biến đấy. Và các em cần tìm M, các em cần tìm M để phương trình một này có nghiệm T thuộc cái đoạn từ âm 1 đến 1
nhớ nhá, có nghiệm T thuộc đoạn từ âm 1 cho đến 1. Được chưa nhỉ? Và các em xét hàm FT, GT đi. GT là E mũ T trừ T. Cái phương trình GT bằng M, có nghiệm T thuộc đoạn từ âm 1 đến 1. Các em khảo sát đã ra là xong. G'T nó bằng bằng E mũ T trừ 1. Đúng nhỉ? Thầy sẽ nào? E mũ T trừ 1 thì trên đoạn từ âm 1 đến 1 thì G'T bằng 0. G'T bằng 0 khi và chỉ khi T bằng 0. Có đúng nhỉ? E mũ 0 bằng 1 đúng không? T bằng 0. Rồi, thì xét trên đoạn từ âm 1 cho đến 1 thì có điểm đặc biệt là 0, g phẩy nó bằng 0 đây, âm đây, dương đây. G đây nó sẽ nghịch biến đây, đồng biến đây. Bài này thầy chữa hơi nhanh, nhưng mà nhìn chung là nó cũng là cái tư tưởng đấy thôi. Thì thầy nghĩ là đa số các bạn sẽ có thể làm được nhá. Khi mà T bằng âm 1 ấy, thì thay vào đây thì nó sẽ làm mấy nhỉ? Âm 1 thì thay vào đây nó làm E mũ âm 1 trừ đi âm 1, nghĩa là E mũ âm 1 cộng 1 là 1 trên E cộng 1, 1 cộng 1 trên E. T bằng 0 thì nó sẽ là bằng 1. Gần T bằng 1 thì thay vào đây là E trừ đi 1. Wow. E trừ 1, 1 cộng với 1 trên E nhá. Thì để mà có nghiệm thì các bạn cần phải có được 1 bé hơn hoặc bằng M. Và đây là thuộc đoạn E trừ 1, cái này thì nó lớn hơn nhỉ? Lại phải dùng máy tính rồi. Ok, thầy sẽ dùng máy tính để thầy kiểm tra xem là cái 1 cộng 1 trên E với E trừ 1 cái nào lớn hơn. Các bạn comment thầy xem cái nào lớn hơn nhá. Các em comment thầy xem cái nào lớn hơn nào. 1,36. 1,36. E trừ 1 xem nào. 1,367 à? 1,7. Ồ, E trừ 1 lớn hơn. Vậy nhỏ hơn bằng E trừ 1. Để có nghiệm thì đây. E trừ 1 lớn hơn nhá. Xong rồi. Đáp án B nhá, B nhá. Được chưa các em? Được chưa? Nhá, được chưa? Rồi các bạn comment gì nhá. Thầy ơi sao bài này phải sử dụng hàm đặc trưng ạ? Em hỏi câu thầy khó trả lời quá. Những cái bài dạng này thì các em thường thường sử dụng hàm đặc trưng. Còn tại sao phải sử dụng hàm đặc trưng? Tại vì thì thầy xin trả lời đó là vì hàm đặc trưng nó làm cho bài toán trở nên đơn giản hơn rất là nhiều nhá, Phượng Nguyễn nhá. Và em nên tập thói quen sử dụng hàm đặc trưng quá hay thầy ạ. Ok, cảm ơn bộ trưởng. Ui, bộ trưởng à? Em tên là bộ hay em tên là trưởng, hay em đặt cái nickname là như vậy đấy? Nên tiến đặt và thầy tặng sách cho em, sách của thầy vậy ạ, mong thầy tặng. Rồi ok, Lê Tiến Đạt nhá, bạn Lê Tiến Đạt nhá, Lê Tiến Đạt, được chưa? Rồi, câu số 6 là Lê Tiến Đạt. Rồi, câu số 51. Thầy nhắc lại để các bạn kích vào cái group này nhá, xong các bạn yêu cầu tham gia đi, tối mai thầy sẽ like trong group này nhá. Đấy, mới thôi, ngày mai thầy sẽ like buổi đầu tiên và trong đây thì các bạn sẽ có được rất nhiều các cái buổi khác nhau nữa mà thầy sẽ like trong đây nhá. Rồi câu số 51 cũng khá muộn rồi nhưng mà chúng ta sẽ còn cùng nhau để làm mấy câu đằng sau nữa, còn nhiều thứ lắm. Nào, đề chính thức năm 2019 cho phương trình này có tất cả bao nhiêu số nguyên của số nguyên m để phương trình đã cho có nghiệm. Ok, đặt điều kiện đi các em. Điều kiện là gì nhỉ? Có cần đặt không? Thôi cứ đặt đi. Nào, x bình dương và cái 5x trừ 1 dương. Chắc chắn là m phải dương nhá. Chắc chắn là m phải dương. M dương thì mới tồn tại được cái log cơ số 3 của m nhá. Tương đương với là x khác 0 và x lớn hơn 1/5. Vậy chỉ cần x lớn 1/5 là đủ. Thì với cái điều kiện này thì phương trình tương đương điều gì? X lớn 1/5 với điều kiện này phương trình tương đương với 9 là 3 bình phương. Như vậy đây là log cơ số 3 của x trừ đi noga cơ số 3 của 5x trừ 1 bằng âm noga cơ số 3 của m. Thầy viết là noga cơ số 3 của 1 trên m được không nhỉ? Như nhau cả, đúng không nhỉ? Như nhau cả, đúng không? Đấy. Cái này tương đương với là noga cơ số 3 của x trên 5x trừ 1 ấy, thì bằng noga cơ số 3 của 1 trên m. Ồ, bài này dễ quá nhỉ? Tương đương với là x trên 5x trừ 1 ấy, bằng 1 trên m.
Cái em xét cho thầy cái hàm số fx nó là x trên 5x trừ 1 thôi. Các bạn sẽ có được f phẩy bằng gì? F phẩy bằng cái gì nhỉ? Tích chéo này, âm 1 này, trên 5x trừ 1 tất cả bình phương. Đúng nhỉ? Đúng rồi, nó nghịch biến, hàm này nghịch biến. Rồi, thế thì các em xét trong khoảng từ 1 phần 5 đến dương vô cùng. Đó, tại vì x lớn 5 mà, điều kiện nhá, thì nó nghịch biến này, nó chạy từ dương vô cùng, chạy đến 1 phần 5. X đây, thì cái hàm số fx đây, nó chạy từ dương vô cùng, chạy đến 1 phần 5. Nhá. Rồi, nó nghịch biến như thế này thì sao nhỉ? Thế thì muốn như vậy thì các bạn cần phải có được cái một đường thẳng y bằng 1 trên m này. Nó phải cắt đồ thị hàm số y bằng x trên 5x trừ 1 trên cái khoảng từ 1 phần 5 đến dương vô cùng. Như vậy chắc chắn một điều là 1 trên m của chúng ta nó phải lớn hơn 1 phần 5. Vậy điều kiện là 1 trên m lớn 1 phần 5. Các bạn đừng nhân chéo nhé, các em chuyển vế đi. 1 trên m trừ 1 phần 5 nó phải lớn không? Tương đương với là 5 trừ đi m trên 5m nó phải lớn không? Tương đương với m trừ 5 trên 5m. Ngược lại nó nhỏ là không. Nghĩa là m nằm trong khoảng hai nghiệm là không bé m bé 5. Đáp số đây. Đáp số đấy nhá. Không bé m bé 5 thì thôi. Như vậy nó bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên của m thì các em thấy là cái đáp án là không bé m bé 5 thì các em sẽ có 1 2 3 4 có 4 giá trị nguyên tất cả. Các bạn chọn về phương án C nhá. Được chưa? Đó, phương án C được chưa? Thì câu số 51 cái đề chính thức năm 2019 ấy thì cái phần NOARIT thì nó có 7 câu. Thì trong đó thì có câu 51 là câu khó mức độ vận dụng, còn câu 52 là mức độ vận dụng cao. Và câu 52 cũng là một trong những câu khó nhất của cái đề chính thức năm 2019. Bên cạnh đó là một cái câu OXYZ nữa, cái câu mà tiếp tuyến ấy, liên quan tiếp tuyến ấy. Nếu mà các bạn cầm đề chính thức năm 2019 thì các em sẽ thấy là cái câu 51 NOARIT thì có 5 câu đầu tiên ở mức độ nhận biết thông hiểu, có câu 51 ở mức độ vận dụng và 52 mức độ vận dụng cao. Thì 52 này sẽ là câu rất khó của năm 2019. Thì thầy cũng để cuối cùng để thầy chữa cho các bạn có thể hiểu được. Ok, thầy chữa xong câu 52 xong rồi mình sẽ chuyển qua cái phần kia. Nào, câu 52. Hôm nay thầy cũng chữa hơi bị chậm và chắc nữa để cho các em đều có thể hiểu được. Câu 52 cho phương trình là 2 noa cơ số 3 của x bình phương trừ đi noa cơ số 3 của x trừ 1 nhân với căn bậc 2 của 5 mũ x trừ m bằng 0. Với m là tham số thực, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt. Các em đọc đề chưa nhỉ? Và thầy tin là chắc chắn là trong số các bạn đây thì sẽ có nhiều bạn đã từng làm bài toán này rồi. Vậy thì cái cách, cái hướng tư duy và cái hướng để giải quyết bài toán này là như thế nào? Thì đây là bài toán mức độ vận dụng cao. Chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Nào, các bạn cùng nhau quan sát này. Tất nhiên các bạn sẽ có cái điều kiện. Điều kiện là gì? Nào, x dương đúng không nhỉ? Và 5 mũ x trừ m nó phải như nào? Nó phải lớn bằng 0. Tương đương với là x dương và 5 mũ x lớn m. M nguyên dương em nhé, m nguyên dương này, nhớ này, m nguyên dương. Người ta hỏi m nguyên dương đúng không nhỉ? Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m? Vậy tương đương với là x dương và x lớn bằng loga cơ số 5 của m. Thì với cái điều kiện này, phương trình tương đương với điều gì? Nào, cái này các em cô phân tích nhân tử này. Loga cơ số 3 của x trừ 1. 2 loga cơ số 3 của x cộng 1. Có phải không nhỉ? Đúng không? Nhân với căn bậc 2 của 5 mũ x trừ m bằng 0. Đúng không? Thì các em thoạt nhìn các em tưởng, ôi, bài này dễ đấy, sao giải phương trình này đơn giản thế này? Nó chỉ là cái này hiển nhiên bằng 0 này, tương đương với hoặc là loga cơ số 3 của x trừ 1 bằng 0 này, tức bằng 1 này. Loga cơ số 3 của x bằng âm 1 phần 2 này, hoặc là 5 mũ x bằng m này. Trời ơi, sao nó dễ vậy? Không dễ đâu. Vận dụng cao đấy, nghe này. Nó khó là khó cái điều kiện này, nó khó cái tham số này nhá. Nhiều bạn cứ tưởng dễ nhưng thực ra nó không phải là bài dễ đâu. X bằng 3, x bằng 3 mũ âm 1 phần 2, hoặc là x bằng loga cơ số 5 của m. Rồi, bây giờ cái câu chuyện nó sẽ như sau, nó sẽ phát sinh như sau. Người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt. Có đúng hai nghiệm phân biệt thôi. Thế thì bây giờ thầy đang nghĩ như này à? Đang nghĩ là như này này. Bây giờ nhá, cái chúng ta giải quyết xong phương trình, các em phải kiểm tra với điều kiện. Thì điều kiện nó sẽ phụ thuộc vào m.
Như vậy thì ở đây để mà làm rõ cái vấn đề điều kiện này, làm sao mà x vừa lớn không vừa lớn bằng cái năm lower cơ số 5 của m ấy, thì tốt nhất là các bạn sẽ nghĩ như này. Bây giờ các em nghĩ xem khi nào thì lower cơ số 5 của m thì bằng 0? Theo anh thì khi nào? Khi nào thì loga cơ số 5 của m bằng 0 khi nào? Khi và chỉ khi m bằng 1. Và m là số nguyên dương đúng không nhỉ? Vậy tốt nhất là gì? Các em phải làm rõ, các em phải làm kiểu như là clear cái điều kiện này ra một chút, nghĩa là trong trường 1 đó là m bằng 1. Nếu m bằng 1 thì loga cơ số 5 của m bằng mấy? Bằng 0, nghĩa là cái điều kiện này, cái điều kiện 1 nhá, thầy ký hiệu đây là điều kiện y nhá. Thì cái điều kiện y là tương đương với x lớn bằng lớn 0 và x lớn bằng 0. Vậy chỉ cần x lớn hơn 0 là đủ. Còn x nó bằng 0 thì bằng 0 không được đâu. X bằng 0 không được nhá. Trong điều kiện này thì x lớn 0 và x lớn bằng 0. Vậy tương đương với x lớn 0. Thì với x lớn 0 ấy, cái phương trình này tương đương với x bằng 3, x bằng 3 mũ âm 1/2 và x bằng 0. Như vậy chỉ có x bằng 3 và 3 mũ âm 1/2 thỏa mãn thôi. Thì phương trình của chúng ta sẽ chỉ có hai nghiệm x bằng 3 hoặc x bằng 3 mũ âm 1/2 thôi. Và người ta muốn chúng ta giải quyết vấn đề là có đúng hai nghiệm thực phân biệt. Đấy, rõ ràng rồi, có đúng hai nghiệm thực phân biệt rồi. Tuyệt vời. Không có gì để có thể phàn nàn về cái trường này nữa rồi. Nó sẽ là một cái thỏa mãn, m bằng 1 thỏa mãn. Như vậy m bằng 1 em ghi thỏa mãn. Thỏa mãn nhá. M bằng 1 thỏa mãn. Thỏa mãn ngay lập tức nhá. Rồi, câu chuyện nó sẽ phát sinh ở cái trường hợp m lớn 1. Trường hợp m lớn 1 ấy, trường hợp m lớn, cụ thể ở đây là m lớn bằng 2 tại vì m nguyên dương. Thì trong trường hợp m mà lớn 1 ấy thì kem lại phải xử lý cái điều kiện, và cái điều kiện này lúc này các em nhìn này, lúc này cái loga cơ số 5 của m ấy nó sẽ lớn hơn hẳn 0. Đúng nhỉ, m lớn 1 thì loga cơ số 5 của m lớn hẳn 0. Thì cái điều kiện y nó sẽ tương đương với là x lớn bằng loga cơ số 5 của m. Như vậy các em có thể nhìn nhận ra một điều, đấy là anh này luôn là nghiệm này. Tại vì trong ba nghiệm này thì nghiệm này luôn thỏa mãn. Này, các em nhìn này, x lớn bằng log số 5 của m thì cái này chắc chắn luôn thỏa mãn rồi. Nghiệm này luôn thỏa mãn, 100% luôn thỏa mãn. Vậy chỉ còn mỗi cái năn tăn là x bằng 3 và 3 mũ âm 1/2 nó cái nghiệm nào thỏa mãn mà thôi. Thì các em nhớ này, ở đây nhá, thầy sẽ vẽ cho các bạn một cái trục số ra để các em dễ hình dung nhá. Một cái trục số ra. Ở đây x lớn bằng loga cơ số 5 của m, ví dụ đây là cái giá trị loga cơ số 5 của m ấy, thì các bạn sẽ lấy tất cả các cái nghiệm có thể có mà x lớn bằng loga cơ số 5 của m, trong đó nghiệm này đã một nghiệm thỏa mãn rồi. Vậy để mà có đúng hai nghiệm phân biệt nhé, thì chắc chắn nghiệm còn lại, cái nghiệm bên cạnh nghiệm này ấy, nó phải là nghiệm x bằng 3. Tại vì nếu như mà nghiệm còn lại ấy, cái nghiệm 3 mũ âm 1/2 mà nó nằm ở đây này, thì cái 3 nó sẽ lớn hơn nó nằm ở đây, thì lúc đấy nó sẽ có ba nghiệm phân biệt là loga cơ số 5 của m, 3 mũ âm 1/2 và 3 rồi. Nên chắc chắn nghiệm còn lại nó chỉ có thể là 3. Và cái nghiệm 3 mũ âm 1/2 ấy, nó nằm ở phía bên này. Hoặc cùng nắm nó trùng vào cái nghiệm này, để hai nghiệm này trùng nhau. Thế thôi, chứ không thể có một trường khác được. Hay nói một cách đơn giản là để có đúng hai nghiệm phân biệt ấy, thì các bạn sẽ cần phải có như sau. 3 mũ âm 1/2 nó phải bé hơn hoặc bằng, nó nằm bên này ấy, để nó loại nghiệm này đi. Loga cơ số 5 của m. Thì nghiệm này một là trong trường bé hơn nó loại đi, trong trường bằng thì nó cũng chỉ là trùng thôi, nên nó vẫn là hai nghiệm. Và cái này phải bé hơn 3 thì lúc này nghiệm 3 nó là nghiệm thỏa mãn. Còn nghiệm này nó sẽ là loại, hoặc là trong trường m bằng ấy thì nó mới là thỏa mãn. Thỏa mãn nhưng mà lại trùng mất nghiệm này. Các bạn hiểu được không? Thì lúc này nó cũng nảy sinh hai nghiệm được, nó sẽ có mô hình nó kiểu như này này. Nó mô hình kiểu như này. Đúng không? Thì này sẽ tương đương với m sẽ nhỏ 5 mũ 3 và lớn hơn 5 mũ 3 mũ âm 1/2. Xong. 5 mũ 3 mũ âm 1/2 nghe có vẻ khủng khiếp, thử tính xem nó bằng bao nhiêu nhá. 5 mũ 3 mũ âm 1/2. 5 mũ 3 mũ âm 1/2. Ok, 2,3 mấy thôi, cũng không phải kinh khủng lắm. 2,53 nhỏ m và nhỏ 5 mũ 3 là 1,25. Nghĩa là 3 bén bằng m nguyên dương nhá, bén bằng 1,24. Mở ngoặc bằng m nguyên dương. Thế thôi nhá. Nhá. Thì kết hợp với cả m bằng 1 thỏa mãn nữa thì các bạn sẽ có các giá trị như sau. 123 giá trị. Gồm có là 1 này, 3 này, 4 này, 5 này, chấm 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 cho đến 124. Thì tổng cộng là 123 giá trị. Có đáp án không? Đáp án A.
Bị làm sao? Alo, alo. Hôm nay nó bị làm sao với cái vấn đề cái này, nó bị làm sao? Được chưa? Các bạn hiểu cách nào không? Được chưa nhỉ? Em hiểu chưa? Thì nó phải phóng lại, nó bị làm sao ấy? Hôm nay nó bị đứt mất mấy lần, đứt ra ngoài mất mấy lần rồi. Rồi. Rồi thầy sẽ ghi bạn số 7 nhé. Hay đúng không? Ok, thầy sẽ để cho bạn xe rồi. Nguyễn T. Hương nhé, số 7 NT Hương. Rồi đây là bài trong đề chính thức năm 2019, và đây là một trong câu rất dễ sai trong năm đấy. Ở đây thì các bạn xử lý theo cái điều kiện là chính thôi. Cái điều kiện này thì cái tại sao thì phải chia làm hai trường hợp. Tại vì sao? Tại vì cái trường m bằng 1 nó sẽ khác với cái, nó sẽ nảy sinh điều kiện x lớn không, còn trường hợp mà m mà khác một ấy, tức là m lớn một ấy, thì nó sẽ nảy sinh điều kiện này. Và với điều kiện này thì mới chắc chắn một điều là x bằng log số 5 của m nó luôn luôn đảm nhiệm. Nhưng với điều kiện mà m bằng 1 thì cái x bằng log số 5 của m nó lại không phải đảm nhiệm nữa. Tại vì lúc này cái điều kiện lúc này là m lớn không nhá. Rồi, bây giờ chúng ta còn mấy bài này nữa, còn khá là nhiều cái thứ để chúng ta xử lý đấy. Chúng ta đến với cái phần bài tập về nhà buổi 49. Đó là chúng ta sẽ chữa các bài toán thuộc cái chủ đề là phương trình mũ có tham số. À, chúng ta vừa kết thúc cái chủ đề phương trình logarit có tham số rồi. Thì trong khóa học thì thầy cũng đã dạy các bạn từ câu 1 đến câu 20 rồi. Bây giờ chúng ta còn 5 câu này thì chúng ta xử lý nốt nhá. Các bạn nhớ là 7 bạn này là 7 bạn đang hiện tại đang được tặng sách, và sẽ còn nữa từ bây giờ đến lúc mà thầy like xong. Để thầy từ từ đã, thầy sẽ cho nó nét hơn một chút. Chắc là ok rồi đấy nhỉ. Rồi ok. Ồ, không phải, nó không nét hơn mấy nhỉ. Thầy đang muốn làm sao cho nó nét hơn một tí. Rồi ok, nét hơn rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến câu 21. Câu 21 nào. Câu 21 của buổi phương trình mũ có tham số. Câu số 21. Xin mời các bạn. Giá trị thực của tham số m để sao cho phương trình này có hai nghiệm thực x1 x2 thỏa mãn là x1 cộng 3 nhân với x2 cộng 3 thì bằng 30 thuộc khoảng nào sau đây? Ok. X1 cộng x3 nhân x2 cộng 3. Rồi, các em đặt cho thầy 3 mũ x bằng t đúng không? Nhìn phương trình này các em nghĩ đến cái hướng là đặt 3 mũ x bằng t. Thì phương trình lúc này tương đương điều gì? Nào, t bình phương trừ đi 2 lần 2m cộng 1 nhân với t cộng 243 bằng 0. Được chưa nhỉ? Phương trình tương đương được này. Thì tất nhiên để mà phương trình có hai nghiệm thực x thuộc, nếu mà x các em nhớ nhá, x ở đây không có bị cái ràng buộc gì cả, thuộc khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng, thì t nó sẽ chặn trong khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Các bạn hiểu này không nhỉ? Nghĩa là với x thuộc R thì t thuộc khoảng không đến dương vô cùng. Vậy thì để mà phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt x1 x2 ấy, thì phương trình 1 nó phải có hai nghiệm dương phân biệt T1 và T2, nghĩa là hai nghiệm đều dương ấy. Đó. Và khi đó thì các em sẽ có T1 thì bằng 3 mũ x1, T2 sẽ bằng 3 mũ x2. Thì cái ấn tượng mà thầy nhìn vào ấy, thầy có một cái ấn tượng này. Nếu mà như vậy thì thầy có một cái ấn tượng là cái con số 243 này, nghĩa là T1 nhân T2 theo định lý Vs ấy, tích hai nghiệm bằng C phần A và bằng 243. Và T1 nhân T2 các em có thể xử lý nó thành 3 mũ x1 nhân với 3 mũ x2 bằng 243. Đúng không? Đấy, và đây là cái cách mà người ta ra đề. Đấy, cái cách mà họ ra đề là như vậy. Đó là người ta sẽ xử lý là 3 mũ x1 cộng x2 bằng 3 mũ 243 là 3 mũ mấy nhỉ? Thầy nhớ nhớ mà là 3 mũ 6 à? Không phải, 3 mũ 5 à? Ừ, đúng rồi, 3 mũ 5. Vậy các bạn sẽ có được x1 cộng x2 bằng 3 bằng 5 nhé, bằng 5. Và đây là điều rất hay, cái điều này rất hay luôn.
cực kỳ hay nhá, hay nhất là nằm ở đây này, rất hay đúng không? Các em nhìn nhá, cái con số 243 này xử lý được cái vấn đề là t1 x1 cộng y2, tức là thầy vừa làm một cái điều như sau: nếu như mà phương trình này mà có hai nghiệm phân biệt thì 100% tổng hai nghiệm đấy sẽ bằng 5. Vì đơn giản là nếu phương trình này có hai nghiệm phân biệt thì 100% tích hai nghiệm đấy bằng 2.43. Kéo theo nếu như phương trình đầu có hai nghiệm phân biệt thì 100% tổng hai nghiệm đấy bằng 5. Đấy là điều mà chúng ta vừa chứng minh được xong. Nếu mà các em để ý thì các em phát hiện ra điều này. Đây là điều hay nhất nhá. Nhớ chưa? Đấy, 100% nó sẽ có được như vậy. Nhớ chưa? Rồi, thế thì xong rồi. Lúc này thì các bạn xử lý thôi. X1 nhân x2 cộng với 3 lần x1 cộng x2 cộng với 9 thì bằng 30. Đúng không nhỉ? Tương đương với x1 x2 cộng với 3 nhân 5 15 cộng với 9 bằng 30. Tương đương với x1 x2 bằng mấy? 30 trừ đi 26 à? Đúng nhỉ? 30 trừ 26 là 4 à? 4 này. Đúng không? Vậy thì cái phương trình là x bình phương trừ đi 5x cộng 4 bằng 0. Đây này, tại sao thầy viết là x bình phương trừ 5x cộng 4? Các em nhớ là cái x1, x2 ấy, nó có tổng bằng 5 và tích bằng 4. Vậy các bạn tìm hai số khi biết tổng và tích thì các em nhớ lại cái định lý vi đảo ấy, là tìm hai số khi biết tổng và tích ấy nhá. Cái này tương đương với hoặc là x bằng 1 hoặc x bằng 4. Như vậy trong hai số x1 và x2 sẽ có một số bằng 1, một số bằng 4 nhá. Đấy. Một số bằng 1 thì các em thấy là cái nghiệm T1 của chúng ta nó bằng 3 mũ 1 đi. T1 bằng 3 mũ x1 bằng 3, T2 bằng 3 mũ 4 đi. 3 mũ 4 bằng mấy? To đấy nhỉ, 81 à? Đúng không nhỉ? Và các bạn thấy xét tổng hai nghiệm là T1 cộng T2. Nó bằng gì? Bằng C phần A, nó là 2 lần 2M cộng 1. Đúng không nhỉ? Nó bằng 84. 81 cộng 3 là 84. Đó thì các bạn tìm được M nhá. Có đáp án không? X1 bằng 1, x2 bằng 4 thì đây là 1, 3, 4 là 81. Thì 2 nhân với tổng hai nghiệm bằng âm B trên A thì bằng 84. Nhào à? Thầy tính nhầm đúng không? Một cái là 3, một cái là 3 mũ 4 thì bằng 9, 3 nhân 3 là 9, 9, 9, 81 đúng không? 81 tổng hai nghiệm. Mười năm cộng chín là 26. Mười năm cộng chín là 26. Ở đâu? Ở trời ơi, 15 cộng 9 đâu rồi? 15 cộng 9 là 24, ở thì tính nhầm ở đây. Trời ơi, đây là 6 nha các em nhá. Đây nhìn nhầm ở đây. Đen đấy nhỉ? Cái này là 6 thì nó là nghiệm 23. Trời đất ơi. Ngáo rồi. 23, ok. 23. Vậy một nghiệm là 9, một nghiệm là 27 nhá các em nhá. Một nghiệm là 9, một nghiệm là 27 nhá. Như vậy thì cái này nó bao nhiêu? 9 cộng với 27 là 36. 36 chia cho 2 nó là 18. 18 trừ đi 1 còn 9 với 27 là 30, 36, 36, 36 chia 2 nó là 18. 18 trừ 1 là 17, như vậy đáp án là 17 phần 2. 17 phần 2 nhá, 17 phần 2, bờ 17 phần 2 nhá. M bằng 17 phần 2. 16 phần 2 là 8, như vậy là thuộc khoảng 8 đến 9 nhá. Đáp án là đáp án B. Được chưa? Các bạn hiểu cái nào không nhỉ? Đấy, thầy tính nhầm ở chỗ này một tí này. Đó, thì các bạn sửa lại thầy một tí nhá. Đấy, nhìn chung tới đây thì nó đơn giản rồi. Các em nhớ là ở đây nếu mà làm tự luận ấy là các bạn còn phải cái điều kiện nữa là delta phải dương thì nó mới có hai nghiệm. Đấy thì tốt nhất là các em cũng nên có thêm một cái điều kiện. Tức là cái này là b bình phương phải lớn 4ac, nhưng mà ở đây vì bốn phân lựa chọn thì đều có rồi nên các em không cần làm đấy nữa nhá. Rồi.
Thầy chữa luôn câu số 22 nào. Chỉ còn 3 câu nữa thôi, cố lên. Câu 22 chúng nó có bài toán như sau. Cho hàm số bậc 3 y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Được chưa? Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để sao cho cái phương trình này này? Có nghiệm x thuộc khoảng từ 0 đến 1. Chúng nó có 4 phần lựa chọn. Thì cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng ta khi các em nhìn vào cái phương trình này nhá. Cái ấn tượng đầu tiên là gì? Ấn tượng đầu tiên là các bạn rất là mong muốn là chúng nó có thể đặt. Tại vì đây là hai mũ x này, tất cả đều có xuất hiện, đây là 8, đây là 4 đều cùng cơ số 2. Các em đặt cho thầy cái hai mũ x bằng t. Hai mũ fx bằng t. Được chưa? Thì cái 8 mũ fx trừ 1 nó là 8 mũ fx trên 8, nó là 1 phần 8 nhân với t mũ 3. Đúng nhỉ? 8 mũ fx trừ 1 ấy thì cái trừ 1 nó chính là 1 phần 8. 8 mũ fx thì nó là t mũ 3. Còn 4 mũ fx là t bình phương. Thì cái này cộng với 1 phần 4 nhân với t bình phương. Trừ đi m cộng 3 nhân với t. Cộng với 4 cộng với 2m. Bằng 0. Được chưa nhỉ? Thì cái này các em phải kiểm tra xem nó có nghiệm đẹp hay không bằng Casio. Thì cái cách kiểm tra bằng Casio như sau. Các bạn sẽ dùng cho thầy một cái máy tính. Sao kích nhầm cái này? À không, thầy nhắc lại một lần nữa là ngày mai thầy sẽ like trong cái nhóm khởi động luyện đề tổng ôn đó. Thì cái nhóm thầy có để ở cái phần comment ấy, thì các bạn có thể vào yêu cầu vào nhóm nhé. Còn thầy đăng kích vào cái gì nhỉ? Vào cái này các bạn, đây. À đây rồi, ok. Dùng một cái máy tính này, các bạn ấn này 1923, các em giải phương trình bậc 3 ra. Đây là 1 phần 8 này, 1 phần 4 này. Âm m cộng 3 là âm 1003, đúng không nhỉ? 4 cộng với 2m là 4 cộng với 2000. 2m là 2000 à? 4 cộng 2m đúng không? Chẩn không? Có nghiệm đẹp rồi, t bằng 2. Vậy cái nghiệm đẹp là t bằng 2. Còn hai nghiệm nữa thì nó hơi xấu. Xấu thì cái cách mà chúng ta xử lý nó là các em gắn nghiệm thứ nhất với A, nghiệm thứ hai các em gắn với B. Xong rồi các em sẽ đưa ra ngoài mốt 1, tại vì nghiệm nó là nghiệm đẹp đúng không? À, nghiệm nó không phải nghiệm phức thì các em xét tổng hai nghiệm. A cộng B nó là T bình phương này, trừ 4 nghĩa là cộng 4T này, đúng không? Xong các em tính A nhân B xong bao nhiêu nào? Rồi đây là âm 8000, âm 8016 thì bằng âm của 8000 cộng 16. Nó là âm của 8M trừ 16. Đúng không? Các em hiểu cái nào không nhỉ? Hiểu cái nào không các em? Bằng không. Đấy là cái cách mà chúng ta dùng Casio. Còn tất nhiên các em có thể khảo sát, các em có thể cô lập hay làm thế nào đó thì các bạn có thể tìm được nghiệm đẹp bằng cách khác. Nhưng mà cái cách Casio thì đối với thầy, nếu mà các em thi trắc nghiệm thì các em làm này là tối ưu nhất thời gian rồi. Tối ưu nhất và nhanh nhất rồi nhá. Đấy. Câu này khoảng mấy điểm trong đề thi đại học vậy ạ? Câu này thì khoảng 9 điểm nhá. 8,5 đến 9. Thì bây giờ này, các em nghe này. Bây giờ các em nghe này. Tìm làm sao cho phương trình này có nghiệm x thuộc khoảng 0,1. Thì với x mà thuộc khoảng từ 0 đến 1, các em nhìn này, thì fx của chúng ta sẽ thuộc khoảng từ 1 đến 5. Vậy thì cái t là 2 mũ fx ấy, nó sẽ thuộc cái khoảng từ đâu? Từ 2 mũ 1 cho đến 2 mũ 5. Có hiểu về đây không nhỉ? Đấy, cái đồ thị nó chỉ tận dụng mỗi cái duy nhất này thôi. 1 đến 5. Nó chỉ tận dụng thế thôi. Ngoài ra nó không tận dụng cái gì đó, nó cao siêu cả. Thì t bằng 2 mũ fx nó thuộc khoảng từ 2 cho đến 32 nhá. Vậy thì để mà có nghiệm x thuộc 0,1 thì cái phương trình này phải có nghiệm t thuộc khoảng từ 2 đến 32. Thì cái nghiệm này không hề thuộc cái khoảng đấy. Nên cái nghiệm này các em không quan tâm. Và như vậy thì cái phương trình này các em tương đương với các em cần tìm m. Để cái phương trình 1 đây này có nghiệm t thuộc khoảng từ 2 cho đến 32. Lúc này các em xét cái hàm số này là tốt nhất, các em cô lập này. Cái này là t bình phương cộng với 4t trừ 16 bằng 8m, đúng nhỉ? Hiển nhiên cái hàm số bên trái này đồng biến trong khoảng từ 2 đến 32 đúng không? 2 đến 32 thì cái này hiển nhiên đồng biến, đúng không nhỉ? Đấy, tại vì là sao đạo hàm của nó là 2t cộng 4 hiển nhiên dương. Mấy cả t dương thì chắc là nó đồng biến rồi. Thì cái này thì dễ rồi, tới đây thì chắc là bài toán nó trở nên đơn giản rồi. Ai cũng có thể làm được bài này hết. T bình phương này trừ cộng, cộng chứ cộng ấy, thầy viết nhầm. Cộng với 4t
trừ 16 này. Nào, âm 4 này. 32 thì bằng mấy nào? 1136 à? Vậy thì để mà có nghiệm thuộc khoảng ấy thì âm 4 nó phải bé hơn 8m và bé hơn 1136. Nghĩa là m của chúng ta sẽ lớn hơn âm 1/2 và bé hơn gì? 1136 chia cho 8. 1.42. Rất 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 tuyệt vời luôn, rất tuyệt vời luôn. Đó, bài toán tới đây thì có thể nói là chấm dứt được rồi. Người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thì các giá trị nguyên của tham số m là 0 đến 141 thì có 142 giá trị chọn D. Thế thôi nhá. Em hiểu cái nào không? Em hiểu cái nào không nhỉ? Có hiểu cái nào không? D nhá. D nhá. Thầy ơi tặng sách cho em đi mà. Thôi được rồi, thầy sẽ tặng cho bạn Lê Thảo nhá. Lê Thảo. Em xem xong rồi. Ồ nhưng mà bạn Nguyễn Lân em xem xong rồi. Thôi được rồi, thầy sẽ tặng cho bạn Nguyễn Lân nhá. Nguyễn Lâm sorry. Nguyễn Lâm nhá, Nguyễn Lâm. Rồi. Câu số 8 là Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm nhá em nhá. Nguyễn Lâm. Ok. Còn hai quyển. Nào, tiếp theo câu số 23. Khó thế thầy ơi, cái này chưa 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 phải khó lắm đâu. Bạn nào vừa bảo khó thế đấy. Chưa phải là khó lắm đâu nhá. Câu số 23. Câu số 23 cho nó có bài toán như sau. Giá trị thực của tham số m để sao cho cái phương trình là 4 mũ x này. À, trừ đi 6 nhân với m cộng 1 nhân với 2 mũ x trừ 1 cộng với 4 lần 3m trừ 1 bằng 0, có hai nghiệm thực x1 x2 thỏa mãn là x1 cộng 1 nhân với x2 cộng 1 bằng 18 thuộc khoảng nào sau đây? Được chưa? Ok. Đặt đi nhá. Đặt 2 mũ x bằng t nhá. Ngu gì? Nhá, đặt 2 mũ x bằng t. Được rồi. Thì phương trình tương đương điều gì? Nào. T bình phương trừ đi 3 lần, kem nhớ là đây là 2 mũ x trừ 1 thì chia ra 3 lần m cộng 1 nhân với t cộng 4 lần 3m cộng 3m trừ 1 bằng 0. Được rồi, ok nhá. Được chưa? Được chưa? Có nghiệm thực x1 x2 thỏa mãn điều kiện này. Rồi bây giờ các em nghe kỹ này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có nghiệm đẹp hay không. Biết đâu nghiệm nó là nghiệm đẹp thì sao. Thì cái cách kiểm tra các em cũng có thể dùng cho thầy một cái máy tính. Máy tính cầm tay. Đó, các em ấn 1922. Xong các em gắn m vào 1000 nhá các em nhá. Gắn m vào 1000 thì các em cứ nhập vào như kiểu giải như bình thường thôi. Ở đây là 1001 đúng không nhỉ? Các em cứ giải như bình thường. Các em cứ tưởng tượng m là 1000. Đây là 4 nhân với 3000 trừ đi 1. Đó, các em cứ nhập vào như bình thường. Thì các bạn sẽ có nghiệm, ô, đẹp quá. Đó, nghiệm T bằng 4 này. Còn nghiệm này nữa, còn một nghiệm nữa, nghiệm gì đây? T bằng 3M trừ 1. Một nghiệm là 4, một nghiệm là 3M trừ 1. Rồi, tạm thời gác nó sang một bên. Đó, thôi, bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Đó, như vậy tương đương với là 2 mũ x bằng 4 hoặc 2 mũ x bằng 3M trừ 1. Tương đương với hoặc là x bằng 2 hoặc x bằng hoặc 2 mũ x bằng 3m trừ 1 đi, thầy cứ viết 2 mũ x bằng 3m trừ 1 đã nhá. Thế thì bây giờ nhỉ, để mà có hai nghiệm thực x1 x2 thỏa mãn điều kiện này thì phải có một nghiệm bằng 2 đã. Thì thay x1 bằng 2, các em cứ cho x1 bằng 2 đi thì 2 mũ x2 sẽ bằng 3m trừ 1. 2 mũ x1 bằng 2 thay vào đây thì các em sẽ có được 2 cộng 1 nhân với x2 cộng 1 bằng 18 tương đương với x2 cộng 1 của chúng ta là 18 chia cho 3 là mấy nhỉ? 18 mà chia cho 3 là 6 á. Tương đương với x2 nó sẽ bằng 5. Đúng nhỉ? 5 đúng không? Vậy cái này bằng 2 mũ 5 bằng 32. Vậy các bạn tìm được m thôi nhá. 11 số 11 à. Đáp án D nhá. Các em hiểu không? Dễ đúng không? Bài toán trình bày nó khá là ngắn gọn. Nhá. Đáp án D các em nhé, đáp án D nhé, được chưa? Là câu số 23 là các bạn chọn về phương án D nhé. Rồi, còn hai câu khó nhất của cái đề này 24 hay nào? À, thời điểm này mà đi chữa hai câu này cũng ngại phết đấy, à, 11 giờ rồi. Thôi, thầy sẽ chữa xong hai câu này và bạn nào có trụ lại hai câu này thì thầy sẽ gì nhá?
Thầy sẽ xử lý nốt hai cuốn sách cuối cùng. Này, hai câu này mệt đấy nhá. Chữa hai câu này mệt phết. 24 trước hay 5 trước bây giờ nhỉ? Thôi cứ theo thứ tự đi. Thầy hy vọng là các bạn có thể hiểu được thì tốt. Nào, cố gắng lên. Thầy sẽ cố gắng hết sức để làm cho các bạn hiểu được câu số 24. Thì câu 24 thì về mặt bản chất ý, thì các em thấy là nó cũng tương tự như cái câu số vừa nãy thôi. Cái câu về mặt bản chất nó tương tự như câu cuối cùng của cái đề Novarit ý. Đấy, nhưng mà cái cách hỏi nó khác đi một tí và nó cũng khó hơn, tương tự nhưng mà nó khó hơn. Cái phương trình tương đương điều gì? Ở đây nó là x trừ 1 nhân x trừ m trừ 1 à? Còn trừ 3 mũ m nó nắm chuyện nhỉ? Đúng không? Đúng nhỉ? Đúng rồi. Wow, bài thật khó đấy nhỉ? Ừ, khó phết. Rồi bây giờ tương đương với điều gì? X bằng 1 này. X bằng m cộng 1 này. Hoặc 3 mũ x cộng 5. Nó sẽ bằng là 3 mũ m cộng 486. Wow. Cái phương trình này tương đương với là hoặc là x bằng 1 này, hoặc x bằng m cộng 1 này, hoặc x bằng loga cơ số 3 của 3 mũ m cộng 486 trừ đi 5. Đúng nhỉ? À, với cái điều kiện là gì? Điều kiện của chúng ta là 3 mũ x cộng 5 trừ đi 486 trừ 3 mũ m phải lớn bằng 0, tương đương với x của chúng ta phải lớn bằng cái loga cơ số 3 có 3 mũ m cộng 486 trừ 5. Thì đây là điều kiện. Như vậy các em có nhận xét một điều nhá, nhận xét một điều ấy, đấy là trong tất cả các cái trường hợp xảy ra thì đây luôn là nghiệm, cái này luôn là nghiệm. Tức là nghiệm của phương trình này, thầy gọi cái nghiệm phương trình này là x0 nhá, thầy gọi cái này là x0 nhá. Thế x0 luôn là nghiệm. Tức là dù cho cái bất kỳ cái gì có thể xảy ra đi chăng nữa, m bằng bao nhiêu đi chăng nữa, m bằng 1 tỷ, m bằng tỷ 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 đi chăng nữa thì cái này cũng x0 cũng luôn là nghiệm. Các em nhìn thấy điều đấy không nhỉ? Điều đấy điều hết sức quan trọng, hết sức quan trọng. Nhưng mà người ta muốn giải quyết vấn đề là có đúng hai nghiệm thực phân biệt. Wow, có đúng hai nghiệm thực phân biệt thôi. Thế thì nó còn đẻ ra một nghiệm nữa cơ. Đẻ ra một nghiệm nữa. Các bạn nhớ là một chưa chắc là nghiệm và m cộng 1 cũng chưa chắc đã là nghiệm đâu nhá. Làm nào bây giờ nhỉ? Làm nào để trình bày cho nó dễ hiểu. Ok, bây giờ các bạn quan sát nhé. Các em quan sát cái này này. Các em quan sát nghiệm x0 nhá, các em quan sát đi. Đây, cũng là cái con đường đi như thế, cái nghiệm x0 này. Đúng không? Ở đây các em còn có hai cái giá trị là 1 và m cộng 1, nó sẽ nằm ở đâu đó. Thì bây giờ để mà có đúng hai nghiệm thực phân biệt thì x0 luôn là nghiệm rồi, nó phải đẻ ra thêm một nghiệm nữa, nghĩa là phải tồn tại một nghiệm x1 nó nằm ở bên này. Và cái nghiệm còn lại này nó có thể nảy sinh các trường như sau, nó có thể trùng với x1 hoặc nó có thể nhỏ hơn nó bằng x0. Các bạn hiểu vậy không? Nếu mà nó trùng với nghiệm x1 ấy, tức là nếu trừ 1 nhá, trừ 1 ấy là m cộng 1 bằng 1 tương đương với m bằng 0. Nếu như mà m bằng 0 mà nó nằm ở bên này thì cái nghiệm x bằng 0 nó sẽ là nghiệm, à x bằng 1 nó sẽ là nghiệm và nghiệm là nghiệm duy nhất. Thì trong trường m bằng 0 ấy thì cái x0 bằng gì? X0 nó là loga cơ số 3 của đây là 3 mũ 0 là 487 à? Trừ 5 thì nó so với 0 thì cái nào lớn hơn? Ô cái này lớn hẳn 0 hay sao nhỉ? Đúng rồi, loga cơ số 3 của 487 thì lớn hẳn 0 còn gì nữa. Đúng rồi, loga cơ số 3 để thầy tính này. Chắc chắn rồi, loga cơ số 3 của 487 thì nó lớn trừ đi 5, nó lớn hẳn 0. Nhưng như vậy trong trường m bằng 1 ấy, các em nghe kỹ này. Trong trường m bằng 0 thì hai nghiệm này, ba nghiệm của chúng ta được phân bố trên trục số như sau. X1 là bằng 1, x2 bằng m cộng 1. Còn nghiệm x3 là nghiệm này này. À, nghiệm x0 là nghiệm này thì điều kiện đây nó chỉ có một nghiệm duy nhất mà thôi, còn hai nghiệm này trùng nhau nó nằm phía bên này, nó bằng không mà, à không bằng một, quên mất trừ năm. Thầy 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 nhầm thầy nhầm thầy nhầm thầy nhầm trừ năm nó lớn, à nhỏ nhỏ một, quên
quên, đây anh nghiệm x không bằng 1, đây x không đây, và hai cái kia bằng nhau bằng 1, x1 bằng x2 bằng 1. Ok, m bằng 0 thỏa mãn nhé các em nhé. Thì ngoài nó có hai nghiệm thôi, đó là x bằng x0 hoặc x bằng cái này, nó có hai nghiệm như vậy, m bằng 0 thỏa mãn, m không thỏa mãn, xin lỗi các bạn, m không thỏa mãn nhé. Ok, khi mà x1 và x2 lệch nhau, nó khác nhau thì nó sẽ phải nảy sinh ra cái nghiệm thỏa mãn ấy, nó phải nằm bên này, và cái nghiệm còn lại ấy, nó phải nằm ở phía nhỏ hơn bằng cái này. Thì lúc này các em nảy sinh ra thêm hai trường nữa, trường 2. Bài này khó thực sự luôn, khó thực sự luôn, bạn nào mà hiểu được bài này thì rất tuyệt vời. Trường số 2 đó là em cho nghiệm một nằm bên này trước đi. M cộng 1 sẽ bé hơn là bằng x0 đúng không nhỉ? Bé hơn bằng x0. Đúng không? Và bé hơn 1. Đúng không? M cộng 1 bé hơn bằng x0 và bé hơn 1. Tương đương với m cộng với 1 bé hơn bằng Noga cơ số 3 của 3 mũ m cộng 486 trừ 5 và bé hơn 1. Tương đương với m cộng 6 đi. Bé hơn bằng Noga cơ số 3 của 3 mũ m cộng 486 và bé hơn 6. Tương đương với là 3 mũ m nhân 3 mũ 6 thì bé hơn bằng 3 mũ m cộng 486 và bé hơn 3 mũ 6. Tới đây các bạn tìm được m cũng vất vả phết đấy. Bài này vất vả thực sự. Nói chung là thầy cũng không muốn làm bài này lắm đâu, nhưng mà thôi. 3 mũ 6 mà đem trừ đi 486. Tôi phải ra đáp án chứ. 243 lớn bằng gì? 486. 3 mũ 6 trừ đi 1. 3 mũ 6 đem trừ đi 1. 728 xong lấy 486 trừ đi 486 chia cho ans 234. 243 chứ. 243 chia cho 364. Nên là m của chúng ta sẽ lớn bằng Noga cơ số 3 của 243 364 và nhỏ hơn, nhỏ 5. Noga cơ số 3 của 5 đúng không? Noga cơ số 3 của phân thức này 243 trên 364 là số âm đúng không? Mà m là một số gì? Người ta bảo là m là một bao nhiêu giá trị nguyên, như vậy các em sẽ tìm được cái giá trị nguyên là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Tuy nhiên m bằng 0 là cái trường hợp mà chúng ta đã loại đi rồi, nên chỉ có 1, 2, 3, 4 kết hợp với m bằng 0 cũng thỏa mãn. Như vậy các em đã thâu tóm được rồi, 0, 1, 2, 3, 4 thỏa mãn này. Đấy. Cố gắng hiểu một chút nhé, cố gắng hiểu nhé các em nhé, cố gắng hiểu này. Trường hợp cuối cùng là gì? Trường cuối cùng đây x0 đây, x0 đây. Thì ở đây cái nghiệm này nó không phải là nghiệm 1 nữa, mà nghiệm này nó là m cộng 1. M cộng 1 và 1 nó nằm đâu đó bên này. Hơi khó một tí, bài này khó thực sự. Thì các em sẽ có 1 bé bằng x0 và bé hẳn m cộng 1 đúng không nhỉ? Thì m cộng 1 sẽ chơi được, nó lấy được nghiệm nhá. Ừ, hình như có cái gì đó nó sai sai hay sao nhỉ? M bằng 0 nó sao được nhỉ? M bằng 0 nó sao được? M bằng 0 thì cái này bằng 1 vẫn thỏa mãn. Nỗi à? Cộng 5 thì đây là 6 này. 6 này thì là 3 mũ m nhân với 3 mũ 6 đúng không? Có bị lỗi đâu hay sao nhỉ? 3 mũ m đây là 3 mũ 6 này. Thì khi thay m bằng 0 vào thì nó 3 mũ m phải nhỏ bằng chứ nhỉ? Thôi chết. Lỗi lỗi lỗi. Cái này tương đương với 3 mũ m, xin lỗi các bạn nhé, sẽ nhỏ hơn hoặc bằng Noga cơ số 3 của 243.
chia cho 364, thầy viết nhầm này. À, tức m nhỏ bằng cái này. Thầy nhầm. Nó lỗi đây một tí này. Ở đây chuyển về sang thì thầy chuyển về nhầm. Rồi. À, người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc cái đoạn từ âm 50 đến 50. Thì đây nó sẽ là m nhọn bằng cái âm kia. Thì các bạn sẽ có các giá trị như sau. Đó là âm 50 chấm 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 cho đến âm 1 nhá. Kết hợp với số 0 cũng thỏa mãn này nhá. Bây giờ các em còn một trường thứ hai. Trường này. Đó, vừa nãy thầy tính nhầm đội bước cuối thôi. Còn về mặt xét trường hợp thì không sai. À, trường này các em sẽ có được một của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái gì? Nhỏ hơn bằng là loga cơ số 3 của 3 mũ m cộng với 486 trừ 5 và nhỏ hơn m cộng 1. Thực ra xét f thì nó nhanh hơn. 6 bé bằng loga cơ số 3 của 3 mũ m cộng 486 nhỏ hơn m cộng 6, đúng không? Thì cái này là 3 mũ 6 sẽ nhỏ hơn bằng 3 mũ m cộng 486 ấy, và nhỏ hơn 3 mũ m nhân 3 mũ 6. Thì các bạn sẽ có được là 3 mũ m sẽ lớn hơn hoặc bằng là 243. Và cái này là và cái này chuyển sang và 3 mũ m ở đây, 3 mũ m cũng sẽ lớn hơn gì đấy? Cũng sẽ lớn hơn là 486 chia cho 3 mũ 6 trừ 1. Kết hợp hai này lại chỉ cần 3 mũ m lớn bằng 243 tương đương với m lớn bằng 5 là được. Bằng 5 thỏa bài nhá. Thì các em sẽ nhận thêm cái giá trị từ 5 đến 50 nữa. 5 6 7 chấm 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 đến 50. Bài này để chữa hơi nhanh. 50 giá trị này, 51 này. 46 51 cộng với 46 giá trị. Như vậy các bạn sẽ có được là 97 giá trị. Cho các bạn đã. Được chưa nhỉ? 97 giá trị nhá. 97 giá trị. Thầy nhắc lại này. Âm 50 cho đến âm 1 không được, và 5 6 7 chấm chấm đến 50. Vậy có tất cả 97 giá trị nhá. Được chưa? 97 giá trị. Rồi, câu này khó thực sự. Và câu này là câu mà chúng ta cần phải nhiều kỹ năng phết đấy. Nhiều kỹ năng để có thể giải quyết được câu 24. Nó liên quan đến cái việc xét cái điều kiện nhá. Rồi, câu cuối cùng là câu số 25. Các bạn nghe thầy chữa câu 25, nốt câu này xong chúng ta nghỉ. Câu 25 chúng ta có bài toán như sau: cho A thuộc R thỏa mãn phương trình E mũ X trừ đi E mũ trừ X thì bằng 2 lần cốt của AX có 3 nghiệm thực phân biệt. Đó. Hỏi phương trình là E mũ X cộng E mũ trừ X thì bằng 2 lần cốt của AX cộng 4 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt. Thì bài này là bài khó, đây là vận dụng cao tiếp này. Thì các bạn nghe này, cái ý tưởng của chúng ta là gì? Là chúng ta cố gắng để đưa nó về giống với phương trình như thế này. Tại vì cái này là các em biết là nó có 3 nghiệm thực phân biệt và các em xử lý phương trình này, các em cố gắng đưa nó về giống phương trình này. Thì cách giải của chúng ta như sau, các em thấy Hello. Sorry các bạn nhé, thầy chữa xong đến đây thì thầy mới biết là mạng nó bị đứt một đoạn. Thầy lại phải sửa lại. Thầy chữa tới đây rồi thầy mới biết là mạng bị đứt một đoạn. Cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt thôi, tới đây thì bị lag mạng. Đó là do bên thầy. Thầy phải sửa, thầy phải cho sang một cái đường truyền mới. Ok, lỗi một chút. Nó bị lỗi một chút, thầy đang chữa tới đây rồi chứ, viết tới đây rồi xong rồi bị nhá. Thầy nhắc lại một lần nữa này, thôi được rồi, thầy nhắc lại nhá. Nào các bạn nghe này. E mũ x trừ đi E mũ trừ x thì bằng 2 lần cos AX. Thì phương trình này có 3 nghiệm thực phân biệt. Thì ở đây cái phương trình này thầy cố gắng để đưa nó về cái phương trình nào giống phương trình này. Thì thầy mới nhận xét một điều là E mũ x nhân E mũ trừ x thì bằng 1. Thầy mới tách cái này ra như sau. Thầy tách thành E mũ x thì là E mũ x trên 2 tất cả bình phương cộng với E mũ âm x trên 2 tất cả bình phương. Đó, trừ đi 2 lần E mũ x trên 2 nhân E mũ âm x trên 2 để đưa về hẳn cả thức ấy. Thì cái này là thầy phải trừ đi 2 thì phải cái này cộng 2. Như vậy cái này tương đương với E mũ x trên 2 trừ đi E mũ âm x trên 2 tất cả bình phương bằng 2 lần cos AX cộng 1. Đó, tương đương với E mũ x trên 2 trừ E mũ âm x trên 2 tất cả bình phương bằng 2 nhân với 2 cos của A cos bình phương của AX trên 2. Nghĩa là các bạn sẽ có được E mũ x trên 2 trừ đi E mũ âm x trên 2 nó bằng 2 cos AX trên 2. Hoặc E mũ x trên 2 trừ đi E mũ âm x trên 2 bằng âm 2 cos AX trên 2. Các bạn nghe kỹ nhá. Thì thầy sẽ gọi đây là 1 2, thì thầy sẽ đi giải các phương trình 1 và 2. Thì thầy cứ giả sử cái phương trình đề bài ấy. Các em nhìn nhá, các em sẽ cố gắng đưa nó về phương trình giống phương trình đề bài. Thầy cứ giả sử phương trình đề bài nó có 3 nghiệm là MLP, được chưa? Thì khi phương trình 1 muốn giải, các em đặt x trên 2 bằng t. Thì phương trình 1 tương đương với E mũ t trừ đi E mũ trừ t bằng 2 cos AX. Thì phương trình này sẽ tương đương với, nó giống hệt này rồi, t bằng MLP bằng NP bằng P, tức x bằng 2M, x bằng 2N, x bằng 2P.
Bây giờ các em giải tiếp 2 này. Các em lại đặt cho thầy cái x trên 2, âm x trên 2 bằng t nhá. Thì cái 2 sẽ tương đương với là gì? 2 tương đương với gì? E mũ âm t trừ đi e mũ t, đúng không nhỉ? Bằng âm 2 cos của at. Các bạn nhớ thầy một điều ấy, đấy là cos x và cos âm x là giống nhau. Vì thế nên cái cos của x trên 2 và cos của âm x trên 2 giống nhau. Đấy. Cái này tương đương với e mũ t. Ở đây là t rồi, rồi đặt là u nhá, đặt là u đi. U u e mũ u trừ đi e mũ âm u bằng 2 cos của au. Đúng không? Thì cái phương trình này cái nó tương đồng phương trình này rồi thì nó sẽ tương đương với hoặc là u bằng m, u bằng n, u bằng p tương đương với hoặc là x bằng. Các bạn chịu khó xem lại nhá. Riêng bài này nó khó nên nó dành cho số ít. Nếu các bạn nào mà không phải mục tiêu 9 cộng ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bài này. Thì khuyên thật đấy. Còn nếu mà các em mà mục tiêu điểm 9 cộng, ví dụ 9,5 cộng thì các em có thể làm bài này. Thế khuyên thật luôn. Còn bạn nào mà không phải mục tiêu 9 cộng thì các em có thể bỏ bỏ luôn nhá. Không phải suy nghĩ bài này luôn. Vì nó quá khó nhá. Đơn giản là quá khó mà nó xứng đáng thi học sinh giỏi. Đấy. Thế thì nó sẽ có 6 nghiệm và các em nhận xét này là cái phương trình này MLP thứ nhất nó không thể có hai số đối nhau. Tại vì nếu như nó có hai số đối nhau ấy thì nó sẽ dẫn đến điều vô lý. Ví dụ nếu x và x0 cùng là nghiệm ấy thì khi đó hai lần e mũ x trừ đi e mũ âm x nó sẽ bằng e mũ âm x trừ e mũ x, lúc đấy thì vô lý. Đấy. Thì lúc này thì chắc chắn là các 6 nghiệm này là 6 nghiệm phương trình rồi, có 6 nghiệm nhé. Thôi, cái bài này thầy cũng dành cho số ít. Nên nếu mà bạn nào mà mục tiêu 9 cộng đến 10 thì các bạn có thể nghiên cứu thêm bài này. Bài này là bài khó và cách chúng ta xử lý cũng là một cách mà nó cũng là một cái điều gì đó nó rất là toán, nó rất là chuyên toán mới có thể giải quyết được. Chứ những bạn nếu mà không quen về cái toán chuyên ấy thì bài này thực sự là bài vất vả. Đấy. Hay ạ, thấy vẫn có một số bạn bảo hay ạ, chứng tỏ các em hiểu là rất tốt. Cảm ơn các bạn.